Lâu lâu Pháp Hòa có dịp đến nhà Phật tử có công việc. Bất cứ nhà đình nào, cái việc Pháp Hòa đầu tiên đến là Pháp Hòa đi tìm bằng Phật, Pháp Hòa xá. Xá Phật, xá ông bà của quý Phật tử đó thờ. Mà hễ Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm, trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông á thì nó đục ngầu, mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày, mà trái cây nó úng nó thối lên. Cái mình mới nói cô có giấy không để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật dơ mà chịu không có nổi. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình, mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật. Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật? Cái câu là thỉnh Phật an vị. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó, như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị, thì mình cũng đừng quên rằng ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình. Mình phải an một vị, một đức Phật trong tâm mình, để bất kỳ mình đi đâu, ví dụ như mình lái xe, mình lái tăng cái speed lên, mà quý vị thấy không, mình hơn người ta có một chiếc xe cũng để làm gì, tới được tới đâu. Vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra. Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại, mình nhường tay một chiếc thôi, chừng 5 phút, mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút đâu có tới đâu. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận cái đó thì mình có thể gây tai nạn. Mà một khi mà tai nạn xảy ra thì có thể mình chết, hoặc là mình bị một cái thương nặng, thì chừng đó mình mất tất cả. Mất sức khỏe. Mất sức khỏe là mất nội tài. Mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài. Tim gan phèo phổi lá lách, ruột già ruột non, trong cơ thể mình là nội tài. Những vật chất xung quanh mình có, mình đang hưởng là ngoại tài. Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta những cái tim gan gì của mình đó, cái đó là bố thí nội tài. Còn mình thấy đâu người ta thiên tai bảo lục, mình cho tiền cho của là ngoại tài. Mà mình không cẩn thận, mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút, mình không chịu lùi một chút, thì chuyện nó sẽ lớn, nó sẽ xảy ra. Thì ngoại tài, nội tài đều mất hết. Nó có một cái bài thơ, bài kệ. Khi mình lái xe nó có, mình phải đọc cái bài kệ đó. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thường thường bây giờ xe nào cũng có cái remote, ngồi trong nhà bấm một cái, hai mấy phút, năm bảy phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có, bởi vì xứ lạnh. Mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra, mà mình, quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô mình đề, rồi mình đóng cửa lại, đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí á, mình để như vậy, mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bến bị hoài gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control, nó tiện lắm. Mình bấm, nhưng mà rồi mình bấm cái đó là mình có thần thông. Mình có thần thông rồi đó. Ngồi chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể, mình biết được là có thần thông rồi. Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi. Mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình. Hồi trước người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn. Nhưng mà khi tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn
xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tích tắc chết là tại mình ỷ lại đó. Chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi. Đây qua đó mà cài beo làm chi? Nhưng mình đâu có biết. Chuyển tức tức thị lai sanh. Chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy nhi cộng thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, thường tương vi bộ. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn tối mất. Trong một sát na mình đã qua thế giới, mình đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế là đổi một cái thế giới khác. Thế thì mình đâu có được như vậy. Cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú. Một phần ba tai nạn xảy ra tại nhà mình. Xin lỗi, xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó, ông làm manager cho một công ty bán đất nghĩa trang. Có một bữa Pháp Hòa đi đám tang thì gặp ông. Ông mới nói trời ơi, tôi lúc này tôi bị xui lắm. Hỏi sao vậy? Tôi bị phạt overspeed hoài. Pháp Hòa mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu. Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm. Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm. Ồ, Pháp Hòa mới nói như vậy là bây giờ tôi cho ông một bài kinh nghe không? Overspeed 250, 300, làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái bằng lái xe đó. Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó, mà nó có khả năng, nó soi chiếu mình, nó làm cho mình chậm lại, thì nó tương đồng với cái hình phật. Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm. Mình ngồi xe nó, mình nhắm mắt niệm Phật không chứ không dám làm gì. Mà cái chân của mình cứ đạp thắng miết, đi xong về mỏi chân quá. Pháp Hòa mới nói con có thương con của con không? Dạ thương chứ. Vậy con chụp hình nó treo ngay đây nè. Để khi mà mình sắp sửa ẩu thì mình nhớ tới con mình. Lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó, cái hình đứa nhỏ đó bằng với tượng Phật. Đâu nhất thiết phải treo Phật. Treo một cái lá bồ đề, treo một cái cây thông cho nó thơm. Giống như ở đây xe ta hay mua cái car gì đó fresh để cho nó thơm vậy. Nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình Phật. Mấy đứa nào mà nó hay nóng giận, nói bậy nói bạ đó, có quà biểu chụp hình đứa con, bỏ con cell phone đó. Mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy, nhìn con, cha để phước lại cho con, nói bậy con gái hưởng. Con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nha. Nó nổi giận nói bậy, con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn nó có cái công năng, nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi mình đây thí dụ như cái cổng chùa Huệ Quang, mình đi ra một là quẹo trái quẹo phải vậy đó, mà có những người người ta cứ lái tới là mình cứ nhích đi ra, rồi nếu như mà mình gấp một cái mình đi ra là tai nạn. Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy thường xuyên lắm. Mà thế thì bây giờ mình treo Phật ở trong đó, không lẽ Phật cũng phù hộ? Mà rõ ràng tôi có đem lên thầy có chú nguyện mà, không lẽ thầy chú lộn? Cho nên thưa đại chúng, không phải có Phật ở trong đó rồi là mình ỷ lại Phật. Bây giờ Pháp Hòa thưa là bây giờ thí dụ như mấy ông cảnh sát mà mấy ông đứng dọc đường, bây giờ mấy ông có mấy cái kỹ súng mấy ông bắn. Mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó, cho mình chậm bớt lại. Không có mấy ổng là mình over. Thay vì mình chửi mấy ổng,
Ai bắt mình nếu mình đi đúng đường, mình đi đúng luật đâu. Mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi. Nhưng mà đa số lúc bình thường không nói gì hết, mà hay bị phạt là chửi. Chửi mấy ổng tội nghiệp. Thành thử mấy ổng nếu mình quán chiếu, mình tư duy, thì mấy ổng là những người hộ pháp thiện thần giúp cho mình. Này, hồi nãy Pháp Hòa đi ngang mà thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở đằng trước nhiều lắm. Ở Việt Nam á, quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miễu không? Có mấy cái miễu. Nhiều khi á, người ta dựng lên mấy cái miễu đó đó. Mấy cái miễu đó linh lắm. Thờ những cô hồn các đảng, những người mà tai nạn ở đó. Mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miễu đó đó là lột nón xuống, lái chậm lại. Sợ cô hồn dục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì? Chậm chúng ta lại mà giảm tai nạn. Cho nên thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta không bác cái gì hết á, không có bác ai hết á. Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ đi đến một cái tin trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin của họ. Ví dụ như các vị mà thờ ông Táo đó. Ông Táo có, mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở dưới bếp có ông đó, ông Táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông Thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông Bà. Ở trước thờ ông Thiên, vô nhà thờ ông Bà. Vô nhà thờ ông Bà. Ở sau thờ ông Táo. Vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn bất chánh không có chỗ nào được. Ra ngoài có ông Thiên ông ngó. Ra bếp mà ăn dụng bảy ba ông bắt. Ở trước này mà cũng ông Bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông Bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy, thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ thiện là khéo, là tốt. Đầu cũng phải tốt, giữa cũng phải tốt, sau cũng phải tốt. Một người học Phật Pháp, người ta học Phật Pháp ba là thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Lúc nào cũng phải có cái thiện lành. Ông thần tài á, nếu ổng là thánh, tại sao để ông dưới đất thờ? Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao chứ, thờ dưới đất ổng buồn chết. Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi, thổ địa, thành thử phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần. Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì? Thần tài. Tâm mình là thổ địa đây. Gia đình cái này, cái nhà này thổ địa. Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ thì tiền của mới không mất. Cho nên tiền biết xài là thần tài. Tiền xài phí là thần tài đi chơi. Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài, người ta cúng năm chung, tượng trưng cho ngũ phương. Trên cái bảng có ghi mà, ngũ phương, ngũ thổ, đông tây nam bắc, khoảng giữa. Cho nên á, mình đeo Phật ở trong người của mình, mình thờ Phật ở nhà, rồi mình thờ Phật trong xe, mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật, mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật, xe cũng có Phật, mà thậm chí trên người mình 24/24 có Phật, mà ngôn ngữ không có Phật, hành động không có Phật, ý nghĩ không có Phật, thì Phật nào phù hộ mình nổi? Phật hướng về mình rồi, mà tại sao mình không hướng Phật? Mình đeo cái ông Phật trong này để cầu Phật mạnh giỏi, mà mình nói bậy, người ta đánh mình thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi. Còn mạnh mà dở thì không nên mạnh. Giỏi cái gì? Giỏi điều phục. Giỏi điều phục cái tham, cái sân, cái si, những cái ích kỷ nhỏ nhoi của mình.
Thờ Phật như vậy là thờ có ánh sáng. Tại sao trên bàn thờ Phật mình giữa để lư hương, hai bên hai cây đèn, trí tuệ của Phật, trí tuệ của mình ngang nhau. Bát hương là giới, ai cũng phải giữ giới nghe. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thắp hương thắp ba cây là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà một cây cũng được, bởi vì trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Một cây thôi. Bên này bình hoa là nhân, bên này trái cây là quả. Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta đừng quên cái đạo lý nhân quả. Hoa là nhân mà trái cây là quả. Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt. Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên. Phật ở đó chỉ là cái người làm cái biểu tượng. Phật là biểu tượng, tượng Phật là biểu tượng. Mình lại hì không cái tượng Phật, mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền ra làm. Phật hùng tiền, mình hùng tiền mình làm tượng Phật, mà giờ Phật phù hộ lại mình làm sao? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ. Mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống. Mình muốn tới chùa Huệ Quang có mấy đường để tới, mà đi đường khác là không được, quẹo chỗ khác là không vô được đây. Cho nên có cái bài sám hay lắm, hồi nhỏ và thuộc. Muốn đi có một đường này, không có đường nào khác hết á. Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cho nên lại Phật là mình động khao chí gì? Chí tâm. Hay đọc là nhất tâm. Nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được. Phải nhất tâm. Nhất tâm hướng về Phật. Mình nói, Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng. Mình nói con và ngài, hai cái tánh của con với Phật bằng nhau, không có khác. Phật, chúng sanh, tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông, không thể nghĩ bàn. Cái chỗ tương ứng thông cảm giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Bây giờ con đứng ở đây, con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trong con có mười phương chư Phật, mười phương chư Phật có trong con. Tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín? Mà mình biết hướng. Nghĩa là Phật là ngồi đó, nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật. Hướng về Phật mà lại. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, có một vị tổ, đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại Sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á, từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc. Mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi, hướng về cái hướng mà Ấn Độ á, hướng Ấn Độ. Ngài lại, sáng nào ngài cũng đứng ngài lại về cái hướng đó, cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa. Mà quý vị biết ngài lại 18 năm trường. 18 năm trường. Đến khi ngài tịch, bộ kinh vẫn chưa tới. Sau này bộ kinh mới về tới. Rồi có những trường hợp có nhiều người, người ta thương đất nước, thương quê hương, bao nhiêu năm trời người ta không được về, thì người ta hướng về cái đất nước nào mà người ta đang ở đâu, mà đất nước đó là ở hướng đó, thì người ta hướng về đó. Quý vị thấy không? Vợ chồng
Khi cưới nhau, hai người cũng phải hướng về nhau, lễ nhau một lễ. Cái đó gọi là giao bái. Mình muốn mọi việc nó tốt, hãy hướng về nhau. Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi, còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác, nhất định sẽ giảm khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân. Đừng làm cái đó khổ. Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè, lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được, nhưng mà cực. Cũng giống như mà trước khi may vá gì á, thà là may cái mới mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao? Cực hơn, sửa được mà cực hơn. Còn trước khi nó là cái gì thì tại sao mình không làm có cái cho nó chuẩn? Cho nên nó có cái thước, nó đo. Thước đo này là gì? Tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo. Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ, nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt, sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì, lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lành nè, vì sao nó lành nè, và con đường nào dẫn tới điều lành. Cho nên giáo lý nào, pháp môn nào, việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế thì nó chưa hẳn là giáo lý của Phật. Mình than, mình bệnh, đó là khổ. Đi bác sĩ nói nguyên nhân bệnh, đó là tập. Ồ, cảm ơn bác sĩ, hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao. Bữa nay tôi biết cái bệnh tôi đỡ lo. Đỡ lo là giảm khổ rồi. Mặc dù chưa hết, ngay cái giây phút đỡ lo là diệt. Hết giờ rồi hả? Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh, bác sĩ chỉ công thức ăn uống, uống thuốc làm sao, điều trị làm sao là đạo. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, gọi là tứ diệu đế. Cho nên cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản, mà là cái giáo lý thâm sâu, mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết. Phật tử là phải biết tứ diệu đế. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ. Thương Phật tử Kali quá mà phải đứa hai phải đi về rồi khổ. Nhưng mà không sao, khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, đúng không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, à mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên cái khổ nó lóe lên thì cái tuệ giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy.
mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợ già mà có tránh được già đâu. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cầm sợi tóc lên, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái quan trọng là tâm xuân. Cái quan trọng là tâm xuân, như là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân. Còn cuộc đời này thủy chung là sẽ có mùa thu, rồi sẽ có mùa đông. Nhờ vậy mà nhạc sĩ mới có đề tài viết nhạc. Có những bài hát nói về mùa thu, có những bài hát nói về mùa đông, có những bài hát nói về mùa hè, có những bài hát nói về mùa hạ. Rồi có những tình yêu hạnh phúc, cho nên mới có những bài hát ca ngợi tình yêu hạnh phúc. Mà có những tình yêu tay ba, cho nên mới có chuyện một người đi với một người. Hiểu được cái đạo lý, hiểu được cái đó. Không có buồn thì không có sen, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bởi mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi đời ta đau khổ quá nhiều. Rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng, có đá mà cũng có vàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì không có đổ cho ổng trển nữa. Hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hiểu ra rồi thì có trời mà cũng có ta. Giờ làm gì? Tu là cội phúc, tình là dây oán. Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á, đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên á, mỗi ngày chừng bắt đầu chừng 40-50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của dentist gửi tới, time's up. Đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó. Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu, tối hậu thơ. Cho nên bây giờ lo niệm Phật, tụng kinh, tu đi. Chuẩn bị apply visa về trển trước. Đi đâu cũng phải có visa hết á. Quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Trời đất ơi, cả đời cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết, mà tới hồi mà sắp đi rước thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, thầy cũng tới thầy tụng, mà thầy gục lên gục xuống thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên gục xuống mà niệm tới A Di Rị Đô Bà Tì. Mình đáp lại, dừng chân đứng lại xanh rì có sâu. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có A Di Rị Đô Bà Tì đâu. Mà lúc đó người ta tụng mình biết người ta tụng gì. Tâm mình phải hàng ngày phải có A Di Rị Đô Bà Tì. Thì chừng đó người ta tụng mới nó già di nị già già na. Còn không mà ông thầy vừa sướng già di nị già già na, mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta, mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật. Ở nhà cũng thờ Phật, trong xe cũng có Phật, trên người cũng có Phật, mà thân khẩu ý thì không Phật.
Vậy là Phật độ mình gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật. Trời, có nhiều khi đeo Phật tổ bố. Mày coi chừng tao nha mày. Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất, lột ra cất cho mát con. Còn lỡ không ai cất nữa, quất Phật ra sao? Và lúc đó không có Phật trời gì nữa hết á. Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Tới hồi mà xuống dưới đó rồi thì bắt làm sao? Đừng bỏ em một mình. Trời lành lắm, trời lành lắm anh ơi. Thôi được rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai khi thỉnh Phật ở nhà, đeo Phật trong người và để Phật trong xe. Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái ý là sự nhắc nhở. Mình sắp sửa lái ẩu thì Phật toàn ten, đừng ẩu con, đừng ẩu con. Ôi chà, Phật lắc, no way, no way. Mà nếu mà mình ẩu một cái râm mà Phật dính bằng crazy glue, mình đụng một cái râm mà Phật gắn bằng crazy glue mà Phật cũng rớt, Phật nói oh my god, hay là oh my Buddha. Cho nên thưa đại chúng là không có sai. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta. Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi. Niệm Phật tộc họ đề huệ. Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật, gọi là niệm Phật, thì gia đình mình yên. Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận. Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa. Có nhiều khi vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra ngoài nói chứ không có nói. Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tùm lum tà la nó nghe. Hai đứa nhỏ là hai ông hộ pháp. Còn, cho nên đó, thưa đại chúng, mình có bốn ơn. Ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn bằng hữu, bà con quyến thuộc, ơn chúng sanh. Bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò. Thầy mà tu giỏi, tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi thì mình phải đàng hoàng, đệ tử nó mới nể. Ông thầy ông lên ngồi ông ăn, ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sặc cái mũi mì nó dính. Ông dặn đệ tử, thầy ăn sao con phải ăn vậy, thầy gấp sao con phải gấp vậy. Ông gấp mì, ông bỏ ớt, sặc cái mì nó dính. Đệ tử chắp tay nói dạ cái này con làm không được. Quý vị còn năng lượng không? Dân Cali ghê gớm thật. Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa tội quá đi. Từ sáng tới tối ta nói hết chụp hình rồi, thấy hình chụp. Chụp một tấm chưa đủ, chụp hai tấm. Thầy ơi, tấm nãy thầy mặc áo nâu, tấm này thầy mặc áo vàng. Thầy ơi, Pháp Hòa không lẽ nói còn tấm nào thầy có tóc. Để tấm kia con mặc đồ thường, tấm này con mặc áo tràng. Bác thấy tội, bác vô nói trời ơi, Phật tử Kali dắt thầy không còn miếng.
Kính thưa thầy, dạ thầy có khỏe không thầy ơi? Mùi quá. Cho con hỏi vì duyên gì mà tại sao anh em gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài? Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà. Con phải mang tội bất hiếu không? À, con cảm thấy con cảm thấy thoải mái khi không về nhà. Vậy là con phải làm sao? Có phải nghiệp đã hết, không còn duyên với gia đình? Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi có cái mù rùa lắc mới trả lời được. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là nhiều khi á, trong cuộc sống hàng ngày á, do cái sự hiểu lầm, chứ hiểu đúng là không có cái chuyện này. Nó phải có duyên do. Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình, mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng. Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó, ở đời mà cái đức hy sinh đó, nó cần thiết lắm. Người ta khó chịu thì mình chịu khó, người ta có lòng thì mình có bụng. Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình. Làm gì làm chứ, máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội. Thôi thì chịu khó về với gia đình, hướng về gia đình, mặc dù mình phải chịu lép một chút, nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dưng đâu mình lo. Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu. Rồi lỡ một mai nếu như á, mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi thì đôi khi mình hối hận không kịp. Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa. Sở dĩ ngày nay nó như thế này là bởi vì cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm. Cho nên á, đây là mình nói với cái vị mà hỏi này, nhưng mà đối với người nhà cũng vậy. Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình đã có lòng hướng về với mình, cho dù dẫn 9 xe 10 vàng thì mình cũng đối hoài trở lại. Giống như Phật vậy thôi. Quý vị thấy khi nào mình khổ mình niệm Phật có khác không? Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm bạch y quán thế âm bồ tát. Khi nào mình bớt khổ của mình giảm lại, nam mô đại từ đại bi cứu khổ quán thế âm bồ tát. Lúc nào mình hết khổ, nam mô quán âm bồ tát. Mình mà ít khổ rồi cái mình ít có tâm sự với Phật. Thế mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tượng tất gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. Con quá Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Con thế này, con thế kia. Cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù. Vái vàng khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Cho nên cái cách của mình đó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm. Phật không bao giờ bỏ mình. Mình thì hay bỏ Phật. Có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy. Vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người ta bảo lãnh qua, bỏ Phật cái một. Vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng có vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về, Phật vẫn làm gì? Tại đây con hãy nếu thầy cổ làm thiệt nè.
Em đang diễn tả Phật Di Đà. Chờ nấm cái làm liền nè. Không sao, nắm tay thầy còn hơn. Tức là quý vị thấy không, Phật Di Đà lúc nào cũng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cho nên là Phật lúc nào cũng sẵn sàng bàn tay với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nắm Phật không. Có một cái người đó đi trên cái triền núi, té rớt xuống, may quá chụp được sợi dây. Phật ơi Phật cứu con, Phật ơi Phật cứu con. Phật đứng ở trên đỉnh núi, Phật nói đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho. Nó dạ con không dám buông sợi dây. Nó vậy sao ta nắm ngươi. Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây. Giống mình không? Giống lắm. Tôi đi tu cho rồi để cho mấy người yên bụng, mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời. Phải không? Mà chỉ cần một đóa hồng xuất hiện, thôi xin thầy cho con về. Là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình thì mình hãy có mặt cho người thân. Vì người xưa thường nói, nếu nói theo xưa, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời cao không bao giờ phụ lòng người, cái phụ lòng người có lòng. Còn nếu nói theo Phật thì sao? Mình cảm hóa. Mình cảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thử ở đây là mình nói chung, không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy. Cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt trong mình. Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi. Bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y 2 lần. Xin thầy từ bi giải thích. Thưa cái trường hợp mà mình quy y hồi nhỏ đó, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y, nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên á, thì mình nghe cái giới làm lễ lại. Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản, mà là mình refresh. Mình tiếp nhận pháp tam quy bằng tự tâm của mình, để cho cái pháp tam quy ngũ giới này do chính tâm thức mình hiểu biết mình tiếp nhận. Còn thí dụ mình nhớ cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ, mình chỉ refresh lại thôi. Ở đây passport còn renew mà. Phật tử quy y rồi, cho dù lớn lên 20-30 tuổi quy y á, mà 1 năm 2 năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó. Mà nếu không muốn nói là mất giới, theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó. Phật tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới 1 lần. Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn Phật, hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh. Thấy không? Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, con nguyện giữ giới không giết người hại Phật, con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp. Phải nhắc mình như vậy gọi là tụng giới. Chứ còn đem cái điệp về mà treo trên bàn thờ lâu lâu xuống thổi cái phù bụi không, gọi là quy y, cái đó không có tính. Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi, bây giờ mình quy lại là mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình. Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết. Cho bây giờ sẵn ở đây mà cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi. Nếu chùa không tổ chức tụng giới, quý vị ở nhà tụng giới. Thuộc 5 giới, tụng để mình nhớ. Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi thì mình mở cái karaoke mình hát hoài, hát quỷ, mà kinh không chịu đọc. Mà không chịu đọc thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu.
Mà lúc đó là những cái gì nó ra? Những cái bài hát đau khổ đó nó ra. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Trời, mà phải tha thiết vậy đó. Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó. Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền tỳ để vượt khỏi ái hà. Ái hà tức là bờ mê đắm. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình, hễ mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây. Mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó không xuất hiện, nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang, don't worry, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật, hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hễ mình nghiêng về trái, cưa nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó về phải. Mình nghiêng cái nào thì cưa cây nó nghiêng về đó. Tâm mình hướng đâu thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó. Hết giờ chưa? Kính thưa Thầy, tâm Bồ Đề là gì? Ra tiệm con trai đằng đầu đây, đây là... Nó có Bồ Đề tâm đó. Bồ Đề tịnh tâm trai. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi rồi. Chữ Bồ Đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là Bu Đi. Mình âm là Bồ Đề, nghĩa là giác, nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu, đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó không bao giờ, dù cho có gì đi nữa vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu, đó là tâm Bồ Đề. Thôi Hòa giải thích đơn giản như vậy, gọi là Bồ Đề tâm bất thối. Kính bạch con kính bạch thầy, con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi, xin thầy quan hỷ cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào, hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không? Câu này hồi nãy Hòa cũng trả lời sơ sơ ở bên Mây Từ rồi đó. Thưa đại chúng, cái bài Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng ở trong cái nghi thức tụng niệm á, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Ra Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Mô Đà Tỏa Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa, cho đến cuối cùng 423 câu án A Na Lệ Thị Xá Đệ Bê Ra Bạc Xà Ra Đà Rị gì đó. Cái đó là chỉ một phần lớn trong cái, một phần ở trong cái bộ Kinh Lăng Nghiêm thôi, chứ nó không phải là Kinh Lăng Nghiêm. Nó là những bài thần chú trong Kinh Lăng Nghiêm. Còn nguyên thủy bộ Kinh Lăng Nghiêm nó dày lắm, nhưng mà chư tổ trích cái phần chú, thần chú ra để làm một nghi thức buổi sáng cho mình tụng. Bây giờ á, mình có thể thay thế cái thời Kinh Lăng Nghiêm bằng một thời kinh khác, không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đâu. Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy, mình không có thời gian nhiều, mình chỉ cần lễ Phật ba lễ, rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được, hoặc một bài sám cũng được.
Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ, rồi mình hồi hướng cũng được. Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng Lăng Nghiêm. Tại vì mình tụng tắc tắc ta tôi già đa gia ra đế, mình tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết. Vậy mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể, đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu, không cần tụng Lăng Nghiêm. Lựa mấy cái bài kinh mà căn bản, mà bằng chữ tiếng Việt. Bây giờ người ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó lấy bằng những cái tiếng chữ Hán, ngồi mà nắng ngót dịch một cái bài tụng bằng tiếng Việt hay như vậy, mình không tụng uổng quá. Thí dụ như ngài Trí Tịnh, ngài dịch cái bài Sám Thập Phương nè. Mình tụng Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà để nhất cửu phẩm độ chúng sanh. Ngài Trí Tịnh ngài dịch nè: mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dân tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Quý vị nghe quý vị hiểu hết à? Phải không? Thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè: một là lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày Thế Tôn, ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hủy công hưng, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao. Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu, tụng tiếng Việt đi. Lên chùa nào ở đây hỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt cho con xin, chùa nào cũng hoan hỷ cho mình một cuốn tiếng Việt. Mọi Phật tử đều biết một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si. Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa cúng vái nhiều lần, vái mong Phật phò hộ cho may mắn, làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la. Con sẽ cúng chùa 1 triệu. Kính hỏi thầy lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? Chúng cúng chùa mà. Thưa đại chúng, mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa. Lỡ cả đời không trúng là không cúng. Nếu mình muốn cúng chùa, mà thưa đại chúng, chùa là một bậc xây dựng bằng tiền của bá gia, bá tánh, chứ không phải nhất gia nhất tánh. Cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó. Mình bao ăn thì ok, bao xây chùa bao không có nổi. Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của. Bởi vì mỗi người phải đóng góp thì mỗi người phải thấy bổn phận của mình phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển. Nếu một mình cúng thì người ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa. Rồi mai mốt mà nó hư hao, ta kêu cái ông đó ra sửa. Quý hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm. Mà đa số quý vị để ý coi, người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô. Và thậm chí người ta kêu chùa của bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười, chứ không bao giờ kêu chùa của Phật. Bởi vì mình đứng ra mình cúng, mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra, cái đó không được.
Cho nên chùa, cho dù mình có cúng 1 triệu, chùa vẫn phải nhận thêm của người khác. Không phải là chùa tham, nhưng mà vì không thể làm được việc đó. Chùa là của bá gia bá tánh, quý vị phải không? Quý vị thấy không, chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu. Dù chỉ là một buổi nói chuyện, phải mỗi người một chút. Cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha. Mà Phật hoàn toàn không biết Sit 49. Có nhiều Phật tử mua xong tờ vé số xếp lại để dưới lư hương cho Phật. Mà Phật nhiều việc quá, nội trả lời cell phone, email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi. Mà nếu mà quý vị biết không, lỡ mình hụt trúng 1 triệu này, nó add up kỳ sau trúng mấy chục triệu. Bạch Thầy, Thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời, tu như thế nào để lên cõi Tây Phương. Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A Di Đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. Muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang hai chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu. Cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa. Không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi. Nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, người ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm. Nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được. Xa xa mờ mờ không biết ở đâu. Không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao. Trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời, đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có 3 món ăn, bằng lòng với 3 món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời. Một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có.
Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè. Muốn đi đâu là vèo cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, bây giờ nó có thiệt, phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là mười. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời, nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân, miệng, ý qua mười giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh có áo lạnh, mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt bốn mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh nó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp, về chừng tháng, hai tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng ra con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên, trôi lên,
Nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh, chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy, mình làm đẹp mà có tu tập. Quý hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, cực lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là cực lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được. Hãy gieo cái hạt giống đó, để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi. Muốn chết dễ, sống phải dễ. Còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai. Chỉ quan trọng là mình, cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, muốn đó. Nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền, có nhiêu xài hết nhiêu, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm. Thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó. Hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi, nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu, thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị, phá vào ví dụ nè, lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, đi vòng thế nào cũng hỏi à, ở đây có chùa không? Đi chơi, nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không? Ở đây có quán phở nào ngon không? Thí dụ vậy, đó là cái tâm mình hướng. Như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày, để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh, thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình, mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện. Mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó
thiện được suốt đời và cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối đời mình nổi sân lên một cái giây phút đó. Đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, Cụ Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là cửu huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là gì? Chính đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích, thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bằng thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó. Chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội, hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình, ai nói cho nó nghe? Ông này là ai? Tên gì? Sanh năm nào, mất ngày nào? Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết, mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ cửu huyền thất tổ, không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng dỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái dỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày dỗ chung. Ngày dỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái dỗ, rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày dỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ dỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày dỗ chung,
các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói: I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên trên chùa, trong lòng mà buồn lắm. Mà có nhiều người á, họ đem tới họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi họ bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất đi. Mình tưởng ai đem cái gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm. Tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết, từ bằng Phật tới bằng ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ không ai chịu giữ hết á, thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thật ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rùm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được, thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ, trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát. Xin Thầy Quan Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sang tham. Và sang tham nó có mấy loại: sang tham chỗ ở, sang tham về sự học hỏi, sang tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á. Mình ngồi ở ghế, bóp bên này ghế, bóp bên kia ghế, để chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dở cái giỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang tham về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp á, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ,
lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn, vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam. Mình ăn gì mình cúng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây. Tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ. Cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu đó: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ, vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về, thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à? Đó. Lâu lâu Pháp Hòa có dịp đến nhà Phật tử có công việc. Bất cứ nhà đình nào, cái việc Pháp Hòa đầu tiên đến là Pháp Hòa đi tìm bằng Phật, Pháp Hòa xá. Xá Phật, xá ông bà của quý Phật tử đó thờ. Mà hễ Pháp Hòa mà thấy một cái bàn Phật mà trang nghiêm, trong bụng mình vui lắm. Mà thấy một cái bàn Phật mà trời ơi nước bông thì nó đục ngầu, mà cái bông nó héo ngoắt xuống dày, mà trái cây nó úng nó thối lên. Cái mình mới nói cô có giấy không để Pháp Hòa đi clean giùm cho. Pháp Hòa thấy bàn Phật dơ mà chịu không có nổi. Cho nên mình thờ Phật mà hằng ngày Phật ở đó với mình, mà mình chỉ thỉnh Phật về một lần mà tâm mình cả tháng không hướng Phật. Phật thì rõ ràng hướng mình, nhưng mình không hướng Phật thì làm sao mình thỉnh Phật. Cái câu là thỉnh Phật an vị. An là an ổn, vị là vị trí. Thỉnh Phật an vị trí đó, như nhà mình góc cạnh nào mình thỉnh Phật an vị, thì mình cũng đừng quên rằng ngay cái giây phút đó Phật phải an vị trong tâm mình. Mình phải an một vị, một đức Phật trong tâm mình, để bất kỳ mình đi đâu, ví dụ như mình lái xe, mình lái tăng cái speed lên, mà quý vị thấy không, mình hơn người ta có một chiếc xe cũng để làm gì, tới được tới đâu, vậy mà chỉ hơn một chút thôi là tai nạn có xảy ra. Mà mình chỉ cần mình dừng xe lại, mình nhường tan chiếc thôi, chừng 5 phút, mình trễ 5 phút và mình sớm 5 phút đâu có tới đâu. Nhưng mà nếu mình không cẩn thận cái đó thì mình có thể gây tai nạn. Mà một khi mà tai nạn xảy ra thì có thể mình chết, hoặc là mình bị một cái thương nặng, thì chừng đó mình mất tất cả. Mất sức khỏe. Mất sức khỏe là mất nội tài. Mất nhà, mất cửa, mất xe, mất tiền, mất bạc gì đó là mất ngoại tài. Tim gan phèo phổi lá lách, ruột già ruột non, trong cơ thể mình là nội tài. Những vật chất xung quanh mình có, mình đang hưởng là ngoại tài. Cho nên quý Phật tử mà đăng ký mà cho người ta những cái tim gan gì của mình đó, cái đó là bố thí nội tài.
Còn mình thấy đâu người ta thiên tai bão lụt, mình cho tiền cho của là ngoại tài, mà mình không cẩn thận, mình chỉ hơn muốn hơn 5 phút, mình hơn, mình không chịu lùi một chút, thì chuyện nó sẽ lớn, nó sẽ xảy ra, thì ngoại tài nội tài đều mất hết. Nó có một cái bài thơ, bài kệ, khi mình lái xe nó có, mình phải đọc cái bài kệ đó. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thường thường bây giờ xe nào cũng có cái remote đó. Ngồi trong nhà bấm một cái, hai mấy phút, năm bảy phút sau cái xe nó ấm rồi mình ra. Đặc biệt là Canada, phần lớn là có, bởi vì xứ lạnh, mùa đông tuyết nó ngập xe, phủ xe. Mà bây giờ mình ra, mà mình, quý vị biết không, mình ra đó, mình để cái chìa khóa vô mình đề, rồi mình đóng cửa lại, đôi khi mình quên cái mình lóc cửa xe. Rồi thậm chí mình để như vậy, mình quét tuyết rồi mình đi vô trong nhà, ra tới là mất xe, bến bỉ hoái gì. Cho nên bây giờ người ta có cái remote control, nó tiện lắm. Mình bấm, nhưng mà rồi mình bấm cái đó là mình có thần thông. Mình có thần thông rồi đó, ngồi chỗ mà chuyện gì nó cũng có thể, mình biết được là có thần thông rồi. Nhưng mà cái đó chỉ mới thần thông tay chân thôi, mà mình còn phải có thần thông ở trong cái tâm thức của mình. Hồi trước người ta không có biểu mình phải cài xe an toàn, cài dây an toàn. Nhưng mà khi tai nạn xảy ra nhiều quá thì phải có dây an toàn. Bây giờ các tổ chế cho mình thêm bài kệ cài dây an toàn. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái tích tắc chết là tại mình ỷ lại đó. Chứ đi xa mà cài beo là chuyện thường rồi. Đây qua đó mà cài beo làm chi? Nhưng mình đâu có biết. Chuyển tức tức thị lai sanh. Chỉ cần một hơi thở thôi là mình đã qua thế giới bên kia rồi. Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duy như cộng thành. Tuy nãy tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Sáng còn tối mất, trong một sát na mình đã qua thế giới, mình đã qua đời khác rồi. Sát na dị thế là đổi một cái thế giới khác. Thế thì mình đâu có được như vậy. Cho nên cái bài đó là cái bài một công án, một câu thần chú. 1/3 tai nạn xảy ra tại nhà mình, xin lỗi, xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Có một cái ông đó, ông làm manager cho một công ty bán đất nghĩa trang. Có một bữa Pháp Hòa đi đám tang thì gặp ông. Ông mới nói trời ơi, tôi lúc này tôi bị xui lắm. Hỏi sao vậy? Tôi bị phạt overspeed hoài à. Pháp Hòa mới hỏi ông bị phạt bao nhiêu. Ông nói giờ cái tích kịch cũng vài trăm. Ở Mỹ có bị vậy không? Vài trăm. Ồ, Pháp Hòa mới nói như vậy là bây giờ tôi cho ông một bài kinh nghe không. Overspeed 250, 300, làm cái giấy nhỏ nhỏ dán ngay cái bằng lái xe đó. Nếu mà cái câu đó mà nó dán ngay đó, mà nó có khả năng, nó soi chiếu mình, nó làm cho mình chậm lại, thì nó tương đồng với cái hình phạt. Có mấy em thanh niên nó lái ẩu lắm. Mình ngồi xe nó, mình nhắm mắt niệm Phật không chứ không dám làm gì. Mà cái chân của mình cứ đạp thắng miết, đi xong về mỏi chân quá. Pháp Hòa mới nói con có thương con của con không? Dạ thương chứ. Vậy con chụp hình nó treo ngay đây nè. Để khi mà mình sắp sửa ẩu thì mình nhớ tới con mình.
lỡ có chuyện gì bỏ con vợ lại nghe không? Cái hình đó, cái hình đứa nhỏ đó bằng với tượng Phật. Đâu nhất thiết phải treo Phật, treo một cái lá bồ đề, treo một cái cây thông cho nó thơm, giống như đây xe ta hay mua cái car gì đó fresh để cho nó thơm vậy. Nếu mà mình bước vô xe mà cây thông đó, cái mùi thơm nó làm cho mình tỉnh táo, mình lái xe nhắc nhở mình, thì cây thông nó bằng hình Phật. Mấy đứa nào mà nó hay nóng giận, nói bậy nói bạ đó, có quà biểu chụp hình đứa con, bỏ con cell phone đó. Mỗi lần mà giận lên sắp sửa nói bậy, nhìn con, cha để phước lại cho con, nói bậy con gái hưởng, con trai để phước lại cho mẹ, để phước lại cho con trai nha. Nó nổi giận nói bậy, con trai lãnh đủ, nhắc mình vậy. Cho nên cái hình Phật hay là những cái câu châm ngôn, nó có cái công năng, nó giúp cho mình điều phục lại. Quý vị thấy có nhiều khi mình đây, thí dụ như cái cổng chùa Huệ Quang, mình đi ra một là quẹo trái quẹo phải vậy đó, mà có những người, người ta cứ lái tới là mình cứ nhích nhích đi ra, rồi nếu như mà mình gấp một cái mình đi ra là tai nạn. Mà quý vị sẽ nghe những cái tai nạn như vậy thường xuyên lắm. Và thế thì bây giờ mình treo Phật ở trong đó, không lẽ Phật cũng phù hộ? Mà rõ ràng tôi có đem lên thầy có chú nguyện mà, không lẽ thầy chú lộn? Cho nên thưa đại chúng, không phải có Phật ở trong đó rồi là mình ỷ lại Phật. Bây giờ Pháp Hòa thưa là bây giờ thí dụ như mấy ông cảnh sát mà mấy ông đứng dọc đường, bây giờ mấy ông có mấy cái kẻ súng mấy ông bắn mấy cái ông đó cũng giống như Phật vậy đó, cho mình chậm bớt lại, không có mấy ông là mình over. Thay vì mình chửi mấy ông, ai bắt mình nếu mình đi đúng đường, mình đi đúng luật đâu, mình chỉ bị phạt khi mình phạm luật thôi. Nhưng mà đa số lúc bình thường không nói gì hết, mà hay bị phạt là chửi. Chửi mấy ông tội nghiệp. Thành thử mấy ông nếu mình quán chiếu, mình tư duy, thì mấy ông là những người hộ pháp thiện thần giúp cho mình. Này, hồi nãy Pháp Hòa đi ngang mà thấy chùa có treo tượng hộ pháp ở đằng trước nhiều lắm. Ở Việt Nam đó, quý vị có biết là cái đường lên Đà Lạt có mấy cái miễu không? Có mấy cái miễu. Nhiều khi á, người ta dựng lên mấy cái miễu đó đó, mấy cái miễu đó linh lắm, thờ những cô hồn các đảng, những người mà tai nạn ở đó. Mà hễ mà đi tới cái cua đó mà thấy cái miễu đó đó là lột nón xuống, lái chậm lại, sợ cô hồn dục. Như vậy thì cái miễu đó có công năng làm gì? Chậm chúng ta lại mà giảm tai nạn. Cho nên thưa đại chúng, đối với Phật giáo chúng ta không bác cái gì hết á, không có bác ai hết á. Nhưng mà chúng ta biết hướng người ta từ một cái tin tưởng rất là sơ cơ đi đến một cái tin trong sáng mà làm đẹp cho cái đức tin của họ. Ví dụ như các vị mà thờ ông gì, ông Táo đó. Ông Táo có, mình đâu có thờ. Nhưng mà đa số nhà nào cũng tin là ở dưới bếp có thằng ông đó, ông Táo. Ở ngoài trước mình thờ ông gì? Ông Thiên. Ở giữa nhà mình thờ ông gì? Ông Bà. Ở trước thờ ông Thiên, vô nhà thờ ông Bà. Vô nhà thờ ông Bà. Ở đằng sau thờ ông Táo. Vậy là ba ông chấn ba chỗ. Mình muốn làm ăn mà làm ăn bất chánh không có chỗ nào được. Ra ngoài có ông Thiên ông ngó. Ra bếp mà ăn dụng bảy ba ông bắt. Ở trước này mà cũng ông bà cũng ngó tới ngó lui mình. Cho nên đó là cái ý niệm ông bà mình ngày xưa tạo những cái hình ảnh như vậy, thờ cúng như vậy, chẳng qua là muốn nhắc nhở chúng ta sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Chữ thiện là khéo, là tốt. Đầu cũng phải tốt, giữa cũng phải tốt, sau cũng phải tốt. Một người học Phật Pháp, người ta học Phật Pháp ba là thời kỳ: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện.
lúc nào cũng phải có cái thiện lành. Ông thần tài á, nếu ổng là thánh, tại sao để ổng dưới đất ông thờ? Thánh thì phải lựa chỗ nào cao cao chứ, thờ dưới đất ổng buồn chết. Nhưng mà bởi vì ổng mang cái tên rồi, thổ địa, thành tử phải thờ thấp thấp để ổng xuống cho nó gần. Mà thổ địa thì thường thường đi chung với gì? Thần tài. Tâm mình là thổ địa đây, gia đình cái này, cái nhà này thổ địa. Nhưng mà tiền của mà thổ địa biết giữ thì tiền của mới không mất. Cho nên tiền biết xài là thần tài, tiền xài phí là thần tài đi chơi. Quý vị thấy người ta cúng trà cho ông thần tài, người ta cúng năm chung, tượng trưng cho ngũ phương. Trên cái bảng có ghi mà, ngũ phương ngũ thổ, đông tây nam bắc, khoảng giữa. Cho nên á, mình đeo Phật ở trong người của mình, mình thờ Phật ở nhà, rồi mình thờ Phật trong xe, mà rốt cuộc mình chỗ nào cũng có Phật, mà không có cái lúc nào mình có Phật hết. Nhà thì thờ Phật, xe cũng có Phật, mà thậm chí trên người mình 24/24 có Phật, mà ngôn ngữ không có Phật, hành động không có Phật, ý nghĩ không có Phật, thì Phật nào phù hộ mình nổi? Phật hướng về mình rồi, mà tại sao mình không hướng Phật? Mình đeo cái ông Phật trong này để cầu Phật mạnh giỏi, mà mình nói bậy, người ta đánh mình thì làm sao mình mạnh giỏi nổi? Mình mạnh là phải giỏi, còn mạnh mà dở thì không nên mạnh. Giỏi cái gì? Giỏi điều phục. Giỏi điều phục cái tham, cái sân, cái si, những cái ích kỷ nhỏ nhoi của mình. Thờ Phật như vậy là thờ có ánh sáng. Tại sao trên bàn thờ Phật mình giữa để lư hương, hai bên hai cây đèn? Trí tuệ của Phật, trí tuệ của mình ngang nhau. Bát hương là giới, ai cũng phải giữ giới nghe. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thắp hương thắp ba cây là giới, là định, là tuệ. Nhưng mà một cây cũng được, bởi vì trong định có giới có tuệ, trong tuệ có giới có định. Một cây thôi. Bên này bình hoa là nhân, bên này trái cây là quả. Không bao giờ mà Phật giáo không nhắc chúng ta đừng quên cái đạo lý nhân quả. Hoa là nhân mà trái cây là quả. Anh muốn tốt thì anh phải làm tốt. Anh muốn nhà anh yên thì anh phải giữ cho nhà mình yên. Phật ở đó chỉ là cái người làm cái biểu tượng. Phật là biểu tượng, tượng Phật là biểu tượng. Mình lại hy không cái tượng Phật, mà rốt cuộc Phật là do mình hùng tiền ra làm. Phật hùng tiền, mình hùng tiền mình làm tượng Phật, mà giờ Phật phù hộ lại mình làm sao? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật không phù hộ, mà Phật phù hộ cho mình bằng cách là Phật chỉ cho mình cách đi và cách sống. Mình muốn tới chùa Huệ Quang có mấy đường để tới, mà đi đường khác là không được, quẹo chỗ khác là không vô được đây. Cho nên có cái bài sám hay lắm, hồi nhỏ và thuộc. Muốn đi có một đường này, có đường nào khác hết á. Nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Anh muốn tu theo Phật mà anh đi đường khác sao gặp Phật? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Cho nên lại Phật là mình động khao chí gì? Chí tâm. Hay đọc là nhất tâm. Nhị tâm, tam tâm, tứ tâm là không được, phải nhất tâm. Nhất tâm hướng về Phật. Mình nói, Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Mình nói con và ngài, hai cái tánh của con với Phật bằng nhau, không có khác. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cái chỗ tương ứng thông cảm giữa con với Phật không thể nghĩ bàn. Bây giờ con đứng ở đây,
Con đứng ở đây mà nếu mà xung quanh này có 10.000 tấm kiến thì thân của con sẽ hiện trong 10.000 tấm kiến. Lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Trong con có mười phương chư Phật, mười phương chư Phật có trong con. Tụng kinh như vậy, niệm Phật như vậy, thờ Phật như vậy, ai nói mình mê tín? Ai nói mình mê tín? Mà mình biết hướng, nghĩa là Phật là ngồi đó, nhưng mình phải hướng Phật. Ví dụ như bây giờ quý vị vô chánh điện, quý vị phải đi tìm Phật, hướng về Phật mà lại. Ngày xưa bên Trung Hoa đó, có một vị tổ, đạo hiệu của ngài là Trí Khải Đại Sư. Ngài chỉ vì muốn cuốn kinh Lăng Nghiêm á, từ Ấn Độ sớm trở về Trung Quốc, mỗi ngày ngài đứng ra cái đầu ngọn núi, hướng về cái hướng mà Ấn Độ á, hướng Ấn Độ, ngài lại. Sáng nào ngài cũng đứng ngài lại về cái hướng đó, cầu cho cái bộ kinh Lăng Nghiêm sớm về đất nước Trung Hoa. Mà quý vị biết ngày lại 18 năm trường, 18 năm trường, đến khi ngày tịch bộ kinh vẫn chưa tới. Sau này bộ kinh mới về tới. Rồi có những trường hợp có nhiều người, người ta thương đất nước, thương quê hương, bao nhiêu năm trời người ta không được về, thì người ta hướng về cái đất nước nào mà người ta đang ở đâu, mà đất nước đó là ở hướng đó, thì người ta hướng về đó. Quý vị thấy không? Vợ chồng khi cưới nhau, hai người cũng phải hướng về nhau, lễ nhau một lễ. Cái đó gọi là giao bái. Mình muốn mọi việc nó tốt, hãy hướng về nhau. Thế thì bây giờ Phật đã hướng mình rồi, còn chúng ta làm một việc thôi là mình phải hướng Phật. Chân bước nhẹ lên thềm hoa cửa Phật, lòng từ bi nao nức bỗng trào dâng. Nhìn khói hương nghi ngút tự bàn cao, thầm khẩn nguyện chúng sanh đời bớt khổ. Chỉ cần chúng sanh có tỉnh giác, nhất định sẽ giảm khổ. Đạo Phật là đạo cứu khổ mà. Cứu cái gì? Cứu từ cái nhân. Đừng làm cái đó khổ. Thật sự ra bây giờ thưa đại chúng nè, lỡ mình khổ rồi Phật cứu được không? Được, nhưng mà cực. Cũng giống như mà trước khi may vá gì á, thà là may cái mới mà ai may trật mà biểu mình sửa thì sao? Cực hơn, sửa được mà cực hơn. Còn trước khi nó là cái gì thì tại sao mình không làm có cái cho nó chuẩn? Cho nên nó có cái thước, nó đo. Thước đo này là gì? Tứ diệu đế. Khổ tập diệt đạo. Đây là khổ nè, nguyên nhân của khổ nè. Tôi hiểu ra rồi thì dù chưa hết khổ, nhưng mà tôi đã hiểu lý do nào tôi khổ. Sự tĩnh lặng bắt đầu có mặt, sự an lạc bắt đầu có mặt. Bây giờ tôi chỉ còn làm một việc là đi tìm con đường dứt khổ. Bất cứ làm việc gì, lấy tứ diệu đế ra làm cái thước đo. Việc này lành nè, vì sao nó lành nè, và con đường nào dẫn tới điều lành. Cho nên giáo lý nào, pháp môn nào, việc làm nào mà thiếu tứ diệu đế thì nó chưa hẳn là giáo lý của Phật. Mình than mình bệnh, đó là khổ. Đi bác sĩ nói nguyên nhân bệnh, đó là tập.
Ồ cảm ơn bác sĩ, hôm nay tôi đau hoài mà tôi không biết tại sao. Bữa nay tôi biết cái bệnh tôi đỡ lo. Đỡ lo là giảm khổ rồi. Mặc dù chưa hết, ngay cái giây phút đỡ lo là diệt. Hết giờ rồi hả? Rồi bây giờ nếu bác sĩ chỉ cho tôi làm sao tôi hết bệnh, bác sĩ chỉ công thức ăn uống, uống thuốc làm sao, điều trị làm sao, lạc đạo. Khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, gọi là tứ diệu đế. Cho nên cái giáo lý tứ diệu đế là cái giáo lý căn bản, mà là cái giáo lý thâm sâu, mà cái giáo lý không ai mà không thể không biết. Phật tử là phải biết tứ diệu đế. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, ghét mà gặp hoài khổ, thương mà phải xa khổ. Thương Phật tử Kali quá mà phải đứng hai phải đi về rồi khổ. Nhưng mà không sao, khổ như vậy rồi thì cái chân lý nó lóe lên liền. Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, đúng không? Ta chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chi để cho nhau nhớ, à mà có xa nhau mới nhớ nhau. Cho nên cái khổ nó lóe lên thì cái tuệ giác nó có mặt. Cho nên đạo Phật không từ, nghĩa là khổ là một sự thật mà mắc cái gì mình phải chạy. Mà mình chấp nhận được nó là đạo có mặt. Sợ già mà có tránh được già đâu. Sợ tóc bạc nằm rơi trên gối ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Cầm sợi tóc lên, tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi. Tâm hồn ta còn trẻ lắm xuân ơi. Cái quan trọng là tâm xuân. Cái quan trọng là tâm xuân, nghĩa là tâm mình lúc nào cũng có mùa xuân. Còn cuộc đời này thủy chung là sẽ có mùa thu, rồi sẽ có mùa đông. Nhờ vậy mà nhạc sĩ mới có đề tài viết nhạc. Có những bài hát nói về mùa thu, có những bài hát nói về mùa đông, có những bài hát nói về mùa hè, có những bài hát nói về mùa hạ. Rồi có những tình yêu hạnh phúc, cho nên mới có những bài hát ca ngợi tình yêu hạnh phúc. Mà có những tình yêu tay ba, cho nên mới có chuyện một người đi với một người. Hiểu được cái đạo, hiểu được cái đó. Không có buồn thì không có sen, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có những cái giây phút mình khổ, bởi mình ném được cái khổ. Có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có quặn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Ôi đời ta đau khổ quá nhiều. Rồi cuối cùng câu thôi, đời đá vàng. Đời có đá mà cũng có vàng. Có đá mà cũng có vàng. Lúc đó mình hiểu rồi thì không có đổ cho ổng trển nữa. Hồi đầu mình chưa hiểu cái gì cũng đổ ổng hết. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Hiểu ra rồi thì có trời mà cũng có ta. Giờ làm gì? Tu là cội phúc.
tình là dây oán. Cho nên nhờ có khổ mới lé ra cái ánh sáng. Mình mà không đau chân á, đâu có biết lúc này mình già. Mình mà không nhức răng, đâu biết lúc này tới tuổi. Cho nên á, mỗi ngày chừng bắt đầu chừng 40-50 tuổi là mình nhận thơ đều đều. Lâu lâu cái thơ của dentist gửi tới, time's up. Đi trám răng, đi clean răng. Thơ nha sĩ cũng đồng thời thơ chỗ đó đó. Đến khi nào mình gặp một cái thơ tối hậu, tối hậu thơ. Cho nên bây giờ lo niệm Phật, tụng kinh, tu đi, chuẩn bị apply visa về trển trước. Đi đâu cũng phải có visa hết á. Quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Trời đất ơi, cả đời cả ngày không lo tụng kinh niệm Phật gì hết, mà tới hồi mà sắp đi rước thầy tới tụng 8 tiếng. Thầy thương xót quá, thầy cũng tới thầy tụng, mà thầy gục lên gục xuống thầy niệm. Ban hộ niệm cũng gục lên gục xuống mà niệm tới A Di Rị Đô Bà Tì. Mình đáp lại, dừng chân đứng lại, sân rì có sâu. Bởi vì cái tâm mình hàng ngày có A Di Rị Đô Bà Tì đâu, mà lúc đó người ta tụng mình biết người ta tụng gì. Tâm mình phải hàng ngày phải có A Di Rị Đô Bà Tì thì chừng đó người ta tụng mới đó già di nị già già na. Còn không mà ông thầy vừa sướng già di nị già già na, mình đáp là em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Mình phải có cái tương ứng đó. Cho nên Phật thì ở trong ta, mà ta thì hằng ngày hướng ra không có Phật. Ở nhà cũng thờ Phật, trong xe cũng có Phật, trên người cũng có Phật, mà thân khẩu ý thì không Phật. Vậy là Phật độ mình gì? Cho nên mình vừa định nói bậy cái nhìn lại Phật. Trời, có nhiều khi đeo Phật tổ bố. Mày coi chừng tao nghe mày. Mà tới hồi mà đánh mà sắp sửa mà sợ mất, lột ra cất cho mát con. Còn lỡ không ai cất nữa, quốc Phật ra sao. Và lúc đó không có Phật trời gì nữa hết á. Bây giờ tôi xuống địa ngục tôi cũng chịu nữa. Tới hồi mà xuống dưới đó rồi thì bắt làm sao. Đừng bỏ em một mình, trời lành lắm, trời lành lắm anh ơi. Thôi được rồi ha. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy, bây giờ quý vị đã hiểu được ý nghĩa của Phật chưa? Bây giờ cái vấn đề là chúng ta không có sai khi thỉnh Phật ở nhà, đeo Phật trong người và để Phật trong xe. Mà cái quan trọng chúng ta phải hiểu cái ý là sự nhắc nhở. Mình sắp sửa lái ẩu thì Phật toàn ten, đừng ẩu con, đừng ẩu con. Ôi chà, Phật lắc, no way, no way. Mà nếu mà mình ẩu một cái râm mà Phật dính bằng crazy glue, mình đụng một cái râm mà Phật gắn bằng crazy glue mà Phật cũng rớt, Phật nói oh my god, hay là oh my Buddha. Cho nên thưa đại chúng là không có sai. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta làm, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Niệm Phật, Phật chẳng bỏ ta. Niệm đâu Phật đó, một nhà thảnh thơi. Niệm Phật tộc họ Đề Huệ. Lúc nào mà tâm mình có Phật, nhớ Phật, gọi là niệm Phật, thì gia đình mình yên. Tại vì người nóng thì mình bớt, người giận thì mình đừng có giận. Tại vì hai người giận thì đâu còn gì nữa. Có nhiều khi vợ chồng giận nhau lắm mà kéo ra ngoài nói chứ không có nói. Tại vì có hai đứa nhỏ trong nhà, mình nói tùm lum tà la nó nghe. Hai đứa nhỏ là hai ông hộ pháp. Còn cho nên thưa đại chúng, mình có bốn ơn.
ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn bằng hữu, bà con quyến thuộc, ơn chúng sanh. Bây giờ có một cái ơn gọi là ơn thầy trò. Thầy mà tu giỏi, tu tốt cũng nhờ trò. Tại vì mình có đệ tử rồi thì mình phải đàng hoàng, đệ tử nó mới nể. Ông thầy ông lên ngồi ông ăn, ông ăn mà ông cầu kỳ lắm. Tới hồi ông sặc cái mũi mì nó dính. Ông dặn đệ tử thầy ăn sao con phải ăn vậy, thầy gấp sao con phải gấp vậy. Ông gấp mì, ông bỏ ớt, ông sặc cái mì nó dính. Đệ tử chắp tay nói dạ cái này con làm không được. Quý vị còn năng lượng không? Dân Cali ghê gớm thật. Hồi chiều có một bác Phật tử thấy Pháp Hòa tội quá đi. Từ sáng tới tối ta nói hết chụp hình rồi, thấy hình chụp. Chụp một tấm chưa đủ, chụp hai tấm. Thầy ơi, tấm nãy thầy mặc áo nâu, tấm này thầy mặc áo vàng. Thầy ơi, Pháp Hòa không lẽ nói còn tấm nào thầy có tóc. Để tấm kia con mặc đồ thường, tấm này con mặc áo tràng. Bác thấy tội, bác vô bác nói trời ơi, Phật tử Kali dắt thầy không còn miếng. Kính thưa thầy, dạ thầy có khỏe không thầy ơi? Mùi quá. Cho con hỏi vì duyên gì mà tại sao anh em, gia đình và mẹ cứ nói xấu con hoài? Con rất mệt mỏi và không muốn về nhà. Con phải mang tội bất hiếu không? À, con cảm thấy con cảm thấy thoải mái khi không về nhà. Vậy là con phải làm sao? Có phải nghiệp đã hết, không còn duyên với gia đình? Cái này tối nay mình sẽ gặp nhau rồi có cái mù rùa lắc mới trả lời được. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, mình đi thương nhớ người tình xa xôi. Cụ Nguyễn Bính nói vậy đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói một cái vấn đề là nhiều khi á, trong cuộc sống hàng ngày á, do cái sự hiểu lầm, chứ hiểu đúng thì không có cái chuyện này. Nó phải có duyên do. Thì thôi bây giờ nếu người nhà mình chưa hướng tâm về mình, mà nếu mình cũng quay lưng nữa thì làm sao có cùng một hướng. Thôi thì bây giờ đạo hữu chịu khó. Ở đời mà cái đức hy sinh đó, nó cần thiết lắm. Người ta khó chịu thì mình chịu khó. Người ta có lòng thì mình có bụng. Thì bây giờ nếu như gia đình chưa hướng về mình thì thôi mình chịu khó hướng về gia đình. Làm gì làm chứ, máu chảy ruột mềm, lá rụng về cội. Thôi thì chịu khó về với gia đình, hướng về gia đình. Mặc dù mình phải chịu lép một chút, nhưng mà thôi lép với người nhà chứ có lép với người dưng đâu mình lo. Nó có nhiều cái để chúng ta quán chiếu. Rồi lỡ một mai nếu như á, mà cha mẹ hay ai đó mà đi rồi thì đôi khi mình hối hận không kịp. Thôi thì bây giờ trước khi cái chuyện nó tệ hơn nó xảy ra thì chúng ta hãy đừng để nó xảy ra nặng hơn nữa.
Sở dĩ ngày nay nó như thế này là bởi vì cả hai bên chưa có được cái sự thông cảm. Cho nên á, đây là mình nói với cái vị mà hỏi này, nhưng mà đối với người nhà cũng vậy. Nếu như mình thấy con mình hay người thân mình đã có lòng hướng về với mình, cho dù dẫn 9 xe 10 vàng thì mình cũng đối hoài trở lại. Giống như Phật vậy thôi. Quý vị thấy không? Khi nào mình khổ, mình niệm Phật có khác không? Nam mô Đại Từ Đại Bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi nào mình bớt khổ của mình giảm lại, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc nào mình hết khổ, Nam mô Quán Âm Bồ Tát. Mình mà ít khổ rồi cái mình ít có tâm sự với Phật. Thế mà thấy đứng trước Phật mà cầm cây nhang tượng tất gan gì mà xuống còn khúc là biết rồi đó. Con quái ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, Phật Bà Quan Âm. Con thế này, con thế kia. Cho nên gặp việc đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù. Vái vàng khẩn nguyện kêu in ỏi, trong lúc bình thường thấy lặng ru. Cho nên cái cách của mình đó là khi mình khổ thì mình sẽ tìm. Phật không bao giờ bỏ mình. Mình thì hay bỏ Phật. Có nhiều khi vì tình yêu bỏ Phật cũng có vậy. Vì cái ơn nghĩa mà bỏ Phật cũng có vậy. Người ta bảo lãnh qua, bỏ Phật cái một. Vì một chút xíu tình cảm mình bỏ Phật ngàn đời cũng khó vậy. Nhưng mà đến một lúc nào mình muốn quay về, Phật vẫn làm gì? Tại đây con hãy nếu thầy ổ làm thiệt nè. Em đang diễn tả Phật Di Đà. Chờ nấm cái làm liền kìa. Không sao, nắm tay thầy còn hơn. Tức là quý vị thấy không, Phật Di Đà lúc nào cũng duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Cho nên là Phật lúc nào cũng sẵn sàng bàn tay với mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình có nắm Phật không? Có một cái người đó đi trên cái triền núi, té rớt xuống, may quá chụp được sợi dây. Phật ơi Phật cứu con, Phật ơi Phật cứu con. Phật đứng ở trên đỉnh núi, Phật nói đưa tay con cứu, đưa tay đi Phật cứu cho. Nó dạ con không dám buông sợi dây. Nó vậy sao ta nắm ngươi? Mình muốn Phật cứu mà không dám buông sợi dây. Giống mình không? Giống lắm. Tôi đi tu cho rồi để cho mấy người yên bụng. Mấy người cứ làm khổ tôi mấy chục năm trời. Phải không? Mà chỉ cần một đó hoa hồng xuất hiện, thôi xin thầy cho con về. Đó là Phật lúc nào cũng có mặt cho mình. Thôi thì bây giờ người thân mình không có mặt cho mình thì mình hãy có mặt cho người thân. Vì người xưa thường nói, nếu nói theo xưa, hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Trời cao không bao giờ phụ lòng người, cái phụ lòng người có lòng. Còn nếu nói theo Phật thì sao? Mình cảm hóa. Mình cảm hóa người ta. Bây giờ ngược lại, thí dụ như bây giờ cha mẹ nhớ mình mà mình không bao giờ nhớ cha mẹ thì sao? Phải không? Thành thử ở đây là mình nói chung, không có nói một vấn đề của ai. Ở đây là nếu người ta chưa hướng về mình thì mình hãy hướng về người ta. Cũng như vậy. Cũng như vậy. Quý vị thấy là lúc nào Phật cũng có mặt cho mình. Kính thưa thầy, con được bà nội quy y lúc rất nhỏ, 2 tuổi. Bây giờ con muốn quy lại, vậy có sao không? Con nghe nói Phật tử không nên quy y 2 lần.
xin thầy từ bi giải thích. Thưa cái trường hợp mà mình quy y hồi nhỏ đó, cho dù mình đích thân được dẫn tới chùa quy y, nhưng mà lúc quá nhỏ không tính. Vì lúc nhỏ nó chỉ là gieo duyên chứ chưa có ý thức. Bây giờ lớn lên đó, thì mình nghe cái giới làm lễ lại. Chữ lại ở đây không có nghĩa là mình phản, mà là mình refresh. Mình tiếp nhận pháp tam quy bằng tự tâm của mình, để cho cái pháp tam quy ngũ giới này do chính tâm thức mình hiểu biết mình tiếp nhận. Còn thí dụ mình nhớ cái pháp danh thì vẫn giữ pháp danh cũ, mình chỉ refresh lại thôi. Ở đây passport còn renew mà. Phật tử quy y rồi, cho dù lớn lên 20-30 tuổi quy y á, mà 1 năm 2 năm mà không đọc lại cái giới là coi như là mình cũng lợt lạc rồi đó. Mà nếu không muốn nói là mất giới, theo đúng nghĩa là quý vị phải tụng giới đó. Phật tử đã quy y rồi là mỗi tháng phải tụng giới một lần. Tụng giới bằng cách nào? Nếu mình không có phương tiện về chùa thì tự thân mình phải đứng trước bàn Phật, hay là mình ngồi ở đâu đó an tịnh, thấy không? Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, con nguyện giữ giới không giết người hại Phật, con nguyện giữ giới không tham, không gian tham trộm cắp. Phải nhắc mình như vậy gọi là tụng giới. Chứ còn đem cái điệp về mà treo trên bàn thờ lâu lâu xuống thổi cái phù bụi không, gọi là quy y, cái đó không có tính. Cho nên hồi nhỏ mình quy rồi, bây giờ mình quy lại là mình tiếp nhận lại bằng cái tâm thức của mình. Nhưng mà cho đúng là tất cả Phật tử phải tụng giới hết. Cho bây giờ sẵn ở đây mà cũng khuyến thỉnh đại chúng tụng giới đi. Nếu chùa không tổ chức tụng giới, quý vị ở nhà tụng giới, thuộc năm giới, tụng để mình nhớ. Tại làm sao mà mình muốn hát cho giỏi thì mình mở cái karaoke mình hát hoài, hát quỷ, mà kinh không chịu đọc. Mà không chịu đọc thì mỗi lần khổ thì đâu có lời kinh tiếng kệ thì nó giúp mình đâu. Mà lúc đó là những cái gì nó ra, những cái bài hát đau khổ đó nó ra. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Trời, mà phải tha thiết vậy đó. Vì người ta cứ phụ tôi hoài. Vì mình cứ nghe mấy cái đó, mình tiếp cái đó, mình đọc cái đó. Còn nếu mình tụng kinh thì khi khổ cái lời kinh nó ra. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Theo gót ngài để vượt qua khổ ải, nương thuyền tỳ để vượt khỏi ái hà. Ái hà tức là bờ mê đắm. Nhớ lời ngài bờ giác không xa, hành thập thiện cho đời tươi sáng. Chỉ cần bỏ việc ác thì đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Còn mình nhớ hoài bóng hình kia ngày trước, thương hoài ngàn năm, chắc không? Thành thử ra mình, hễ mình huân cái gì thì cái đó nó ở trong này. Mình huân kinh điển thì kinh điển nó ở đây. Mình huân Phật thì Phật ở đây. Mà lúc mất thì cái kia nó không xuất hiện, nó lôi mình đi. Mình lúc nào cũng nhớ Phật thì lúc đó tiền lộ mang mang, don't worry, Phật ở đằng kia đón mình. Vì mình tâm mình có Phật, hàng ngày mình như cái cây nó nghiêng à. Hễ mình nghiêng về trái, cưa nó về trái. Nghiêng về phải, cưa nó về phải. Mình nghiêng cái nào thì cưa cây nó nghiêng về đó. Tâm mình hướng đâu thì nó dẫn mình đi tái sinh về cõi đó. Hết giờ chưa? Kính thưa thầy, tâm bồ đề là gì? Ra tiệm cơm chay đằng đầu đây đó, đó có bồ đề tâm đó. Bồ đề tỉnh tâm trái. Vậy là chưa đi tiệm này là hỏi này. Chữ bồ đề là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn gọi là bu đi, mình âm là bồ đề, nghĩa là giác.
nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ, tâm thương yêu. Tất cả người con Phật nào, tất cả chúng ta làm việc gì từ cái tâm trong sáng của mình thì tâm đó gọi là tâm Bồ Đề. Nếu thí dụ thôi, ngày đầu mình bước chân vô chùa mình tu, mình đâu có danh lợi gì đâu, đúng không? Đó là tâm Bồ Đề. Nhưng mà nếu mình ở chùa tu thời gian mà bị cái danh, cái lợi, cái chức, cái quyền nó làm hư mình, thì mình biết đó là tâm Bồ Đề bị thối. Còn nếu mà mình nuôi dưỡng cái tâm đó không bao giờ, dù cho có gì đi nữa, vẫn nuôi dưỡng cái tâm tu, đó là tâm Bồ Đề. Thôi Hòa giải thích đơn giản như vậy, gọi là Bồ Đề tâm bất thôi. Kính bạch con kính bạch thầy, con rất mừng khi con gặp lại thầy ở Orange County mấy ngày nay. Con có câu hỏi, xin thầy quan hỷ cho con biết kinh Lăng Nghiêm nên tụng vào giờ nào, hoặc nên áp dụng cho người mới tu như con hay không. Câu này hồi nãy và cũng trả lời sơ sơ ở bên Mây Từ rồi đó. Thưa đại chúng, cái bài Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng ở trong cái nghi thức tụng niệm á, Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa, cho đến cuối cùng 423 câu án A Na Lệ Thị Xá Đệ Bà Ra Bạc Xà Ra Đà Rị gì đó. Cái đó là chỉ một phần lớn trong cái một phần ở trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm thôi, chứ nó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó là những bài thần chú trong kinh Lăng Nghiêm. Còn nguyên thủy bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày lắm, nhưng mà chư tổ trích cái phần chú, thần chú ra để làm một nghi thức buổi sáng cho mình tụng. Bây giờ á, mình có thể thay thế cái thời kinh Lăng Nghiêm bằng một thời kinh khác, không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng đâu. Ví dụ buổi sáng mình ngủ dậy, mình không có thời gian nhiều, mình chỉ cần lễ Phật ba lễ, rồi mình có thời gian tụng một bài chú Đại Bi cũng được, hoặc một bài sám cũng được. Thí dụ mình tụng cái bài sám đệ tử chúng con từ vô thỉ, rồi mình hồi hướng cũng được. Hay là mình tụng bốn lời quán nguyện, lại Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Mình đọc cái đó nhiều khi nó thiết thực hơn mình tụng Lăng Nghiêm. Tại vì mình tụng tắc tắc tha tôi già đa gia ra đế, mình tụng xong rồi thì hồi hướng mà mình không biết trong đó tụng gì hết trơn. Còn bây giờ mình tụng một bài kinh mà chữ đâu nghĩa đó, chữ đâu nghĩa đó. Thí dụ mình tụng đệ tử chúng đẳng tử vi chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm. Nghe nó hay không? Nhưng mà không hiểu hết. Vì vậy mình tụng lại cũng cái bài đó mình tụng. Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu lối thoát đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đói lui. Tụng mấy câu đó nhắc nhở mình. Cho nên quý vị có thể, đối với một Phật tử sơ cơ mới tập tu, không cần tụng Lăng Nghiêm, lựa mấy cái bài kinh mà căn bản mà bằng chữ tiếng Việt. Bây giờ ta dịch hết ra rồi, tụng đi. Các ngài chịu khó lấy bằng những cái tiếng chữ Hán, ngồi mà nắng ngót dịch một cái bài tụng bằng tiếng Việt hay như vậy, mình không tụng uổng quá. Thí dụ như ngài Trí Tịnh, ngài dịch cái bài Sám Thập Phương nè, mình tụng Thập Phương Tam Thế Phật A Di Đà để nhất cửu phẩm độ chúng sanh. Ngài Trí Tịnh ngài dịch nè, mười phương chư Phật ba đời, Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh, sen vàng chính phẩm sẵn dành, oai linh đức cả đã đành vô biên. Nay con dâng tấm lòng thiền, quy y với Phật sám liền tội căn. Quý vị nghe quý vị hiểu hết à? Phải không? Thay vì mình tụng nhất giả lễ kính chư Phật thì giờ ta tụng nè, một là lễ kính Như Lai, hai quyền xưng tán công dày thế tôn,
ba quyền tu phước cúng dường, bốn quyền sám hối nghiệp vương tội trần, năm quyền tùy hỷ công huân, sáu quyền thỉnh chuyển pháp luân độ đời, vân vân. Mình tụng tiếng Việt được chứ có sao. Cho nên quý Phật tử sơ cơ mới bắt đầu tập tu, tụng tiếng Việt đi. Lên chùa nào ở đây hỏi có cuốn kinh nghi thức tụng niệm bằng tiếng Việt cho con xin, chùa nào cũng hoan hỷ cho mình một cuốn tiếng Việt. Mọi Phật tử đều biết, một trong những lời dạy cho Phật tử là diệt tham sân si. Tuy nhiên con và nhiều Phật tử khác đến chùa cúng vái nhiều lần, vái mong Phật phò hộ cho may mắn, làm được nhiều tiền hay được trúng số 1 triệu đô la. Con sẽ cúng chùa 1 triệu. Kính hỏi thầy lời dạy về những lời vái trên có nên không? Nên không? Sao không nên? Chúng cúng chùa mà. Thưa đại chúng, mình đừng có chờ tới khi mình trúng số mới cúng chùa. Lỡ cả đời không trúng là không cúng. Nếu mình muốn cúng chùa, mà thưa đại chúng, chùa là một bậc xây dựng bằng tiền của bá gia, bá tánh, chứ không phải nhất gia nhất tánh. Cho nên không cần mình phải trúng số để mình bao hết cái đó. Mình bao ăn thì ok, bao xây chùa bao không có nổi. Cho nên mình nên để cho mọi người có công có của. Bởi vì mọi người phải đóng góp thì mọi người phải thấy bổn phận của mình phải trở về đó để duy trì cho cái chùa đó phát triển. Nếu một mình cúng thì người ta kêu chùa đó của mình chứ không phải của chùa. Rồi mai mốt mà nó hư hao, ta kêu cái ông đó ra sửa. Quý hiểu ý không? Một người cúng thì chịu trách nhiệm. Mà đa số quý vị để ý coi, người nào mà đứng ra lập cái đó là không bao giờ ai nhúng vô. Và thậm chí người ta kêu chùa của bà Năm, bà Bảy, bà Tám, bà Mười, chứ không bao giờ kêu chùa của Phật. Bởi vì mình đứng ra mình cúng, mà lỡ có hư hao gì là kéo mình ra, cái đó không được. Cho nên chùa, cho dù mình có cúng 1 triệu, chùa vẫn phải nhận thêm của người khác. Không phải là chùa tham, nhưng mà vì không thể làm được việc đó. Chùa là của bá gia bá tánh, quý vị phải hùng vô. Quý vị thấy không, chỉ một buổi chiều nay đâu phải một người mà làm được việc đâu. Dù chỉ là một buổi nói chuyện, phải mỗi người một chút. Cho nên đừng đi chùa vái kiểu này nữa nha. Mà Phật hoàn toàn không biết Six 49. Có nhiều Phật tử mua xong tờ vé số xếp lại để dưới lư hương cho Phật. Mà Phật nhiều việc quá, nội trả lời cell phone email không là quên dở mấy cái đó ra đọc rồi. Mà nếu mà quý vị biết không, lỡ mình hụt trúng 1 triệu này, nó áp ấp kỳ sao trúng mấy chục triệu. Bạch thầy, thầy cho con hỏi tu như thế nào để lên cõi trời, tu như thế nào để lên cõi Tây Phương. Nếu một người có đức tin vào Phật Pháp mà qua đời và được người nhà hộ niệm A Di Đà Phật thì người đó có được về cõi Phật không ạ? Sống ở đây không biết mỗi ngày đi đâu mà lo mai mốt đi đâu. Trước hết là mình biết mỗi ngày mình đi đâu không? Mỗi ngày nay mình sống và tâm hồn mình sẽ đi đâu? Nếu như một ngày đó mình sống mà mình có an lạc hạnh phúc là mình biết ngày đó mình đi cõi trời rồi đó. Vì cõi trời là gì? Cõi trời theo mình hiểu là gì? Cõi vui sướng, cõi an lạc. Tạm hiểu vậy đi, mình chưa lên trển, không biết ở trển ăn uống làm sao. Nhưng mà mình biết rằng theo mình hiểu là cõi đó là cõi vui. À, muốn ăn là có ăn, muốn mặc là có mặc. Bây giờ quý vị muốn mặc có mặc không? Một tủ luôn. Muốn mang giày có giày mang không? Một tủ luôn. Nhu cầu chỉ một đôi mà tham cầu là một tủ. Có người nào mà sáng ra mà hai cái chân mang 2 chiếc dép không? Một đôi thôi. Mỗi lần là chỉ một đôi thôi. Đó là nhu cầu. Nhưng mà tại sao mình có nguyên tủ giày? Vì đó là tham cầu. Nhưng bây giờ đứng trên phương diện này, muốn ăn có ăn, tủ lạnh không thiếu thức ăn. Muốn mặc không thiếu quần áo, mùa giày dép không thiếu.
cái gì cũng dư hết chứ không có thiếu. Không nói là đủ nữa đó. Hồi xưa là tổ dạy là đủ thôi, mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình dư chứ không phải là đủ nữa, không phải là thiếu nữa. Như vậy mình ở cõi trời chưa? Mình ở cõi trời rồi, nhưng mà cõi trời này là hưởng phước báo tạm thời thôi. Nếu cõi trời này mà không biết là rơi rớt đọa lạc như thường. Thiên thính tịch vô âm, lấy cái lỗ tai mà nghe cõi trời không nghe tiếng được. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, xa xa biết ở đâu. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đó, ta định nghĩa chữ trời đó. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn. Rốt cuộc ta trả lời mình một câu: đô thị tại nhân tâm, nó nằm tại tâm người của mình. Trời mà lấy tiếng nghe không nghe được, xa xa mờ mờ không biết ở đâu, không cao cũng không xa. Trời không có xa, trời không có cao, trời ngay tâm hồn của mình. Nếu ngày hôm đó mình mở mắt ra, mình bằng lòng với tất cả những gì mình đang có, mình ở cõi trời đó. Cho nên muốn tu ở cõi trời đó là mình tu cái bằng lòng với cái mình có. Dễ tu không? Ví dụ như nói đói bụng quá mà lên trên bàn có 3 món ăn, bằng lòng với 3 món. Mình không cần phải nấu ăn mà có người nấu cho mình ăn mà không bằng lòng. Trời ơi, nấu vậy mà cũng nấu lạt nhách, ngọt ngay, mặn chát. Rốt cuộc mình, người ta nấu suốt buổi cho mình ăn, mình chỉ có việc ăn thôi mà không bằng lòng với mình ăn nữa. Thì bây giờ mình có ở đâu giờ? Người xưa đã định nghĩa rồi. Người nào mà bằng lòng với những gì mình có, dù ở nằm ở dưới đất vẫn thấy vui. Không bằng lòng những gì mình có, dù nằm ở cõi trời vẫn không vừa ý. Không? Người mà biết đủ thì lúc nào cũng có an lạc. Cho nên tạm thời Pháp Hòa bày cho đại chúng một phương pháp sống cõi trời, một cách để nhìn mình đang ở cõi trời là bằng lòng với những gì mình có. Và thậm chí mình nhìn coi có phải mình hơn người khác không. Hiện tại cuộc sống của mình, mặc dù mình không giàu như người ta, nhưng mình đâu có đến nỗi nghèo khổ đâu. Vẫn có xe để đi nè, muốn đi đâu là vèo một cái là tới rồi, là bay rồi chứ gì nữa. Rồi bây giờ mình muốn liên lạc với đâu, chỉ cần bấm mà Zalo, Viber, FaceTime, thấy mặt khắp cõi các nơi hết, thiên nhãn rồi chứ gì nữa. Nghe được khắp các nơi bằng cái phone là thiên nhĩ rồi chứ gì nữa. Ngày nay bây giờ livestream nè, Pháp Hòa đang ngồi đây nè, mà ai bấm cái livestream lên cả thế giới được coi hết nè, có phải mình đi dạo hết khắp các cõi chưa? Như vậy các vị ở ngồi ở cõi đó mà vẫn thấy cõi của mình. Như vậy trong kinh nói là đúng chứ đâu có sai. Chư Phật ngồi cõi này mà thấy được cõi khác. Hồi xưa mình nghe mình thấy làm gì có chuyện đó, mà giờ nó có thiệt, phải không? Một cõi này mà thấy các cõi khác, một cõi khác mà thấy được cõi này. Như vậy không phải là các cõi được thấy nhau là thiên nhãn sao? Được nghe nhau là thiên nhĩ sao? Phải không? Được nói chuyện với nhau, được liên hệ lạc với nhau, được qua lại với nhau. Cho nên mình có thần thông hết. Đây là Pháp Hòa nói là mình nói về cái nhận diện cái cách cõi trời mà chúng ta đang sống. Còn nếu nói về phước báo, người nào tu ba nghiệp thân, miệng, ý. Thân đừng làm ba việc: sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng không làm bốn việc: không nói những lời dối trá, không nói những lời độc ác, chửi rủa, không nói những lời gây chia rẽ, châm chích hai đầu, không nói những lời vô ích, vô bổ cho người khác. Miệng không nói bốn điều. Ý làm ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Ba nghiệp thân, miệng, ý qua 10 giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời ý ngữ. Ý có ba điều: tham, sân, si, cộng là làm 10. Chúng ta gọi là thập thiện. Lấy cái thập thiện trừ cái thập ác qua ba nghiệp thân, miệng, ý. Đó là cái phước của người sanh về cõi trời. Cho nên người mà muốn về cõi trời
Nếu về mặt hiện tại, hãy nhận diện những gì chúng ta có trong đời này. Nói về cái mặt tu tạo phước lành, chúng ta có thể tu ba nghiệp thân miệng ý qua 10 giới. Còn Tây Phương Cực Lạc là cái cõi mà chúng ta muốn sản sanh về đó. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái cõi mà con người không còn nhiễm ô từ đời sống cho tới tâm niệm. Cho nên ở trên đó mới nói cây cối cũng đều bằng vàng, chim chóc cũng hót ra những lời pháp âm, cát vàng, ao vàng, cái gì cũng cực kỳ vui sướng hết, gọi là Cực Lạc mà. Cực Lạc là cái cõi cực kỳ của hạnh phúc, của an lạc, của vui vẻ. Như vậy thì chúng ta muốn sanh về cõi Cực Lạc được, nếu chúng ta phát nguyện sanh về cõi đó. Con nguyện hiện đời, con đời sống trong đời này, ăn con vẫn cứ ăn, mặc con cũng mặc, nhưng con không đắm nhiễm gì hết. Trời lạnh, có áo lạnh mặc đủ ấm là được rồi. Tại vì con biết cõi này tạm thôi, cho nên có gì tạm. Mùa đông con mặc cái áo thiệt dày cho nó ấm, chứ mùa hè con cất à. Như vậy không phải cái áo lạnh nó tạm sao? Nếu nó là thật thì phải mặc suốt 4 mùa chứ. Tại sao mùa hè mà cất, mùa đông thì sử dụng? Vậy thì cái áo lạnh nó cũng là tạm thôi. Cái tóc của mình á, mới cắt ra bắt đầu đẹp, về chừng tháng 2 tháng sau nó dài đi cắt tiếp. Rồi tới hồi đi tu cạo trột luôn. Như vậy thì cái tóc cũng là tạm, cái mặt cũng là tạm thôi. Mình mới vừa son phấn xong chứ ăn hồi nó lem luốc phải làm lại à. Rồi thậm chí tối cũng phải chùi rửa chứ. Vì vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta làm lên, dựng nó lên mà bảo vệ nó bằng mọi cách, nhưng tối về cũng phải rửa chùi. Vậy thì cho ý nghĩa là cái đẹp mà chúng ta có đây sáng chiều là xong. Nhắc nhở mình làm đẹp không có sai, nhưng nếu cái làm đẹp đó thêm một cái ý nghĩa, thêm một sự chánh niệm, thêm một sự tu tập, thì làm đẹp này vừa đẹp mà vừa tu. Sáng nay con làm đẹp, chiều tối con phải rửa, để con ý thức được rằng cái gì mà chúng ta trét lên trôi lên nó chỉ là tạm và cái bề ngoài thôi. Tối về nhìn mình mới chân thật, bất hư. Nó xanh dờn, nó trắng nhách, nó làm sao đó, là đây là chân thật của mình đó. Còn sáng ra nó đỏ đỏ xanh xanh chỉ là cho em nhỏ nó vui thôi, cho nó tạm cõi thôi. Hiểu được như vậy, mình làm đẹp mà có tu tập, mới hiểu được chỗ đó ha. Cho nên á, Cực Lạc không phải chỉ ở phương Tây. Bất cứ cõi nào chúng ta có niềm vui đều là Cực Lạc hết. Nhưng mà trong Phật giáo á, đưa ra hai cái hướng. Phương Đông là mặt trời mọc, là Phật Dược Sư. Cho nên đầu năm muốn cầu an, tụng kinh Dược Sư, thắp đèn Dược Sư, hướng về Đức Phật ở phương Đông. Nhưng khi mình nói đến cái chỗ tĩnh lặng trở về, hướng về Đức Phật phương Tây là Phật Di Đà, nơi mặt trời lặn. Như vậy để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta có hai hướng để hướng tâm. Sáng thì hướng phương Đông, chiều hướng phương Tây. Đời người cũng thế. Mình mở mắt ra, mình làm việc, mình hành xử, nhưng đừng quên chiều tối lại phải nhắm mắt để trở về với chính mình. Cho nên buổi chiều phương Tây còn tượng trưng cho trở về với chính mình, để quán chiếu trở lại ngày hôm nay mình đã sống như thế nào, để có được sự tĩnh lặng của một khi chúng ta cuối đời. Bình thường lúc mình còn khỏe đó, cái gì mình cũng nói được hết á, cái gì mình cũng làm á, thậm chí gần như mình bất cần đời mà chẳng cần ai. Nhưng cuối đời ngồi chỗ đó kiếm một người tới thăm không có. Tại vì lúc sống mình đã thể hiện tôi chẳng cần ai, và tôi nói tôi không cần ngại ngùng, sống bất chấp. Thì như vậy có phải là chúng ta chỉ quên hướng về mình buổi chiều không? Cho nên thỉnh thoảng mà có đi vào bệnh viện, vô nhà dưỡng lão mà thăm người già đó, thật ra chúng ta đi thăm một vòng vậy đó cũng để nhắc nhở mình đó. Rồi một ngày chiều nào đó, thấy không, mình sẽ ngồi ở đây cũng cô đơn lặng lẽ như thế này, không ai thăm. Để làm gì? Để mình sống đẹp, sống dễ thương khi mình còn tỉnh, còn khỏe, còn nói được.
hãy gieo cái hạt giống đó để rồi chiều về còn có quả để hưởng. Cho nên muốn được người ta thương khi mình còn sống dễ dãi, muốn chết dễ, sống phải dễ, còn sống khó khăn, chết cũng khó khăn. Vì nhân sao thì quá vậy. Mình muốn mọi người tốt với mình thì mình tốt với mọi người. Cho nên cõi trời và cực lạc không có hai. Chỉ quan trọng là mình, cái chỗ tạo nghiệp của mình. Muốn thì ai cũng được, muốn đó. Nhưng mà tới được hay không là tùy vào cái sự huân tập của mình. Cũng giống như mình nói tôi muốn đi du lịch mà không để dành tiền, có nhiêu xài hết nhiêu, mà thậm chí còn tuyên bố nữa, kệ xả láng sáng về sớm thì đời nào có thể đi du lịch được không? Cho nên muốn cõi nào cũng được hết á. Nhưng mà quan trọng là chỗ tạo của chúng ta. Đức Phật nói giống như một cái cây mà nó nghiêng vậy đó. Hễ nó đã nghiêng về trái, khi chúng ta cưa nó đi, nó sẽ ngã về bên trái. Nếu đã nghiêng về phải, chúng ta cưa nó đi, nó sẽ nghiêng về phải. Hằng ngày tâm thức chúng ta hướng về đâu thì khi chúng ta ra đi thì cái đó nó sẽ hướng về đó. Cho nên quý vị, Pháp Hòa ví dụ nè, lâu lâu quý vị đi du lịch, đi qua các tiểu bang khác, điền vòng thế nào cũng hỏi ở đây có chùa không, đi chơi nhưng mình vẫn muốn tấp vô chùa lại Phật một cái. Như vậy là mình biết là tâm mình tốt rồi đó, mình có hướng chùa rồi đó. Cũng giống như ăn thức ăn Mỹ xong hỏi ở đây có nhà hàng Việt Nam không, ở đây có quán phở nào ngon không, thí dụ vậy đó. Tức là cái tâm mình hướng như vậy thì mình muốn đi đâu cũng được. Cái tâm mình nghĩ về cái gì, hướng về cái gì, sống với cái nghiệp nào, cái đó Phật gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là cái nghiệp mà chúng ta tích lũy mỗi ngày, để chúng ta, nếu cái đó nó cực kỳ là mạnh thì chúng ta khi mất đi, chúng ta sẽ đi theo cái sự tái sanh của cực trọng nghiệp. Nếu hằng ngày mình cực kỳ hướng Phật, đừng lo, dù không ai niệm Phật cho mình, mình vẫn đi về cái cõi lành. Tại vì trong tâm mình đã cực kỳ thiện. Mình sống và mình chết, mình tái sinh theo cái cực trọng nghiệp của mình, do mình tích lũy nghiệp. Còn ví dụ như lỡ mà mình bị cái gì đó thiện được suốt đời và cuối cùng sân hận một điều gì đó, đó là gì? Đó là cận tử nghiệp, cái nghiệp cuối đời. Mình nổi sân lên một cái giây phút đó, đại ý là vậy. Con chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa thầy, cụ Huyền bên chồng và bên con thờ chung nhà có được không? Hai người còn muốn sống chung, huống chi ông bà. Thưa đại chúng, khi chúng ta gọi là cửu huyền thất tổ, không có phân biệt, chúng ta nên lập một bàn thờ chung, một bát hương thôi, mà chúng ta thờ cả bên vợ bên chồng, không có phân biệt bên này vợ bên này chồng, rồi thậm chí làm hai cái lư hương. Thật sự quý vị có thờ như vậy cũng không có gì sai. Nhưng mà nếu mà nói chúng ta thờ đơn giản gọn mà lấy ý, thì trong đó có cả cửu huyền thất tổ. Cửu huyền là gì? Chín đời, quá khứ. Còn nếu nói thất tổ là chung nè, ông cố, ông nội, cha mình, con mình, cháu mình, chắc mình, đó là thất tổ đó. Tính từ ông cố trở xuống, ông cố mình, ba mình, rồi mình là ba đời rồi, con mình là bốn đời, cháu mình là năm đời, cháu nội, cháu chắc, cháu chích, thì như vậy thì bảy đời là ông cố, ông nội, ba mình, con mình, cháu mình, chắc mình. Như vậy nội cái chữ thất tổ là đã đủ bảy đời trong đó rồi, quá khứ, hiện tại, vị lai. Và thờ đó không phải để phân biệt bên nào là bên nào, mà thờ đó như là cái gốc rễ để cho các con, các cháu nó hướng về, nó bám gốc, bám rễ, nó biết rằng nó không có phải là sống mà không có nguồn, có cội. Cái ý nghĩa quan trọng mình thờ bàn thờ ông bà là để cho con cái đừng quên cội nguồn, chứ không phải phân biệt ông nào với bà nào. Ông nào rồi cũng chết chắc hết, bà nào rồi cũng chắc chết. Hở hở là chắc chết. Đừng có lo chuyện chắc chết, vì học trên đời này không có gì chắc hết đó.
chỉ có chết là chắc thôi. Chứ mình thờ ông bà đó là để làm gì? Để cho con cháu hướng tâm. Và đã đến lúc quý vị cần làm một con album. Ngày xưa là làm gia phả. Gia phả không có hình, tên, sanh năm nào, con của ai. Bây giờ mình có hình, tại sao mình không làm? Làm một cuốn album. Ông bà cố tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Ông bà nội hình ảnh đầy đủ để lại cho các con. Chuẩn bị cuốn album đó. Là bởi vì hết đời mình ai nói cho nó nghe. Ông này là ai, tên gì, sanh năm nào, mất ngày nào. Mình không quan tâm chuyện đó. Lịch nhà nào cũng đầy hết. Bữa nay làm 8 tiếng, mai làm 7 tiếng để chi lấy lương. Nhà nào cũng có một cuốn sổ tính lương với hãng hết. Mà thiếu một cuốn gia phả để các con bám vào cội nguồn. Mình thờ bằng thờ cửu quyền thất tổ. Không ông nào ngồi trong đó hết á. Nhưng mà nếu nói cho cùng, đó là cội nguồn để các con quy hướng. Cho nên mỗi năm cúng giỗ, quý vị hàng năm quý vị cúng bao nhiêu cái giỗ lẻ tẻ đó, nhưng nên làm một cái ngày giỗ chung. Ngày giỗ chung đó để làm gì? Để kêu gọi con cái trở về một ngày thôi. Nó đâu có thì giờ. Một tuần kêu 3-4 cái giỗ rồi dụ nó chứ, về ăn con. Nó nói hồi con ăn to go fast food nhanh hơn. Con lớn rồi má bắt con thắp cây nhang, cuốc ba lại rồi đợi tàn nhang mới cho ăn. Về nhà trễ giờ của con hết. Thật ra mình phải thông cảm đời sống bận rộn của các con, các cháu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn ngày nào cũng được. Thậm chí quý vị lấy cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn hàng năm. Vì phương Tây là lễ Thanksgiving, tạ ơn. Chúng ta phối hợp làm lễ giỗ chung cho ông bà, tạ ơn ông bà cha mẹ, các con về với gia đình. Ngày hôm đó thay vì mình làm một con gà Tây, mình nấu một mâm cơm Việt Nam gia đình, ăn uống và nhắc nhở các con. Hôm nay là ngày giỗ chung, các con quy hướng về để tưởng nhớ ông bà tổ tiên. Trên bàn thờ để mấy cái hình vừa chừng để các con nó nhìn, nó thấy và nó đặt câu hỏi: má, ông này là ai? Ông nội con, ông ngoại con. Mình phải bắt đầu cho các con mình có hình ảnh của tổ tiên. Hết đời mình nó biết ông này là ai, cuối cùng đem lên chùa nó gửi hết. Và đó là điều đã có xảy ra. Có những gia đình ông bà cha mẹ chết một cái rồi, nó bưng nguyên cái bàn thờ ông bà lên chùa nó gửi lại. Nó nói I don't know what's this. Pháp Hòa đã từng tiếp nhận những bàn thờ như vậy. Cho nên đau thật với đại chúng, Pháp Hòa mà sáng ra mà thấy ai mà bưng cái bàn Phật mà trả lên trên chùa, trong lòng mà buồn lắm. Mà có nhiều người họ đem tới, họ đâu có để trong chùa đâu, họ đứng trước cửa chùa họ để, xong rồi bấm tiếng toan họ chạy xe họ chạy mất tiêu. Mình tưởng ai đem gì tới, ai nhờ đâu, trời đất ơi, con ai đem bỏ chùa này. Thật sự mỗi lần mà thấy cái hình ảnh nó mà buồn lắm. Tại vì mình biết dần dần cội nguồn mình đã phai nhạt. Ông bà cha mẹ mất một cái rồi là con cái dẹp hết từ bàn Phật tới bàn ông bà. Thậm chí Pháp Hòa nói đây là hình của các ông bà, các vị giữ, không ai chịu giữ hết á. Thôi thầy đốt giùm tôi đi. Nói đến câu như vậy, không người nào chịu giữ hết. Thật ra đã đến lúc mình phải suy nghĩ làm cái gì đơn giản mà giữ được cội nguồn. Còn mình bày tùm lum theo cái nghĩ của mình xưa giờ đó, nó rườm rà mà nó sẽ cảm thấy không làm được, thì nó phí mình đi. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó, tụng sao cho gọn gãy, đầy đủ ý nghĩa mà gọn gãy trong vòng bao nhiêu phút. Người ta còn ham tụng chứ, trời ơi, tụng mà tràn gian đại hải, trừ khi nào đó là những khóa trì kinh mình tổ chức. Còn kinh hàng ngày, ngũ khóa lễ hàng tuần ở chùa nên làm cho gọn gãy để mọi người có thể tụng mà tiếp nhận được lời kinh. Vì thời gian người ta không có nhiều. Thời đại của fast food là mình phải, không phải là mình chịu thua, nhưng mình biết tùy thuận chúng sanh để cảm hóa chúng sanh. Và đó là tâm hạnh của Bậc Bồ Tát.
Xin Thầy Quang Hỷ ban cho chúng con hiểu sâu về sự ích kỷ. Thì thưa đại chúng, mà ích kỷ là một trong những cái tâm hành bất thiện. Thì dù không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản thì chúng ta cũng biết là một cái cách sống không dễ thương. Và trong cuộc đời này nếu mà chúng ta ngược lại ích kỷ là gì? Hả? Ở đây ai biết ngược lại ích kỷ là gì? Rộng rãi, phải không? Mình luôn luôn, tại vì ích kỷ là một dạng sân tham. Và sân tham nó có mấy loại: sân tham chỗ ở, sân tham về sự học hỏi, sân tham về bạn bè. Thí dụ có nhiều khi mình có cái chỗ ở nhưng mình không thích người ta tới ở, mình không cho. Thậm chí mình ngồi đâu mình cũng thích rộng một mình á, mình ngồi ở ghế, bóp bên này ở ghế, bóp bên kia ở ghế, để chi vậy? Khỏi ai ngồi gần. Thật ra lúc rộng rãi cứ thoải mái, nhưng khi mình thấy có ai bước vào hình như thiếu chỗ, tự động mình dở cái giỏ mình lên, nhường cái chỗ đó. Một mình không có đủ, không có ai, cứ thoải mái mà để đồ. Nhưng khi mình biết có người thì mình gom lại một chút. Tất cả những cái cử chỉ đó nó đều thể hiện cái tâm sống biết nhìn, biết chia sẻ. Đó là không sang thăm về chỗ ở. Có nhiều khi mình biết cái người đó giỏi lắm, có thể giúp người ta, nhưng không chỉ, mình chỉ dành người đó giúp mình thôi. Mình biết người khác cần mà người kia có thể giúp đó, thay vì mình giới thiệu không, thành thử ra nó lỗ đi. Sang tham bạn hữu, đây là lời Phật dạy. Thì tất cả mọi sang tham nó biểu tượng của cái bụng to, cái cổ nhỏ. Cho nên khi cúng cô hồn á, trong các loài ngạ quỷ là quỷ đói đó, nó có một loài quỷ mà cổ nhỏ và bụng to. Vì loài đó chỉ muốn lấy của người khác mà không bao giờ cho ra. Vì không cho ra cho nên bụng nó phình. Vì không cho ra cho nên cổ nó nhỏ. Vì vậy mà khi cúng họ, muốn nghĩ tưởng đến họ, thương họ, lâm vào cái hoàn cảnh đó, cho nên thường có một cái chén cháo. Chén cháo nấu thật loãng, ít nước, nhiều nước, ít cái. Có nơi gọi là cháo thánh, có người là gọi là cháo cô hồn. Vì cháo đó cho những loài nuốt không được những món ăn khác. Họ không thể ăn pizza được, họ không thể ăn chả giò được, họ chỉ uống được nước cháo thôi. Cho nên khi cúng cô hồn, rất nhiều món ăn được bày lên. Bất cứ cái gì quý vị có, không phải chỉ đừng có cúng cô hồn mà khoai mì, khoai lang. Hỏi sao vậy, cúng cô hồn đó tại Việt Nam. Mình ăn gì mình cúng nấy, qua tới đây là nhớ thêm Pepsi, Coca, pizza, những món Tây. Tại vì trong đó có cô hồn Mỹ. Vì cô hồn đâu phải chỉ một loại, mà tất cả thập các chủng loại cô hồn. Người nào sống sang tham ích kỷ, cho nên bà Thanh Đề đó là một biểu tượng của người sang tham ích kỷ. Rơi xuống địa ngục rồi, đói khổ như vậy, con mình đem cho tới một cái bát cơm rồi mà vẫn lấy tay trái che lại, lấy tay phải để ăn, dù ở trong cảnh khổ đó. Cho nên rồi vì cái tâm tham đó mà đốt cháy, cho nên không thể ăn được chén cơm đó. Chúng ta cũng như vậy. Cho nên mình mà sống bằng cái tâm ích kỷ bỏng sẻn thì cái quả của mình sẽ là khổ đau và thiếu thốn. Mỗi buổi chiều cúng cô hồn có câu: thần chú gia trì, tịnh pháp thực phổ thí hà, xa chúng cô hồn, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Xin các vị no đủ mà bỏ cái sang tham. Tại con người mình không bao giờ thấy đủ, vì không thấy đủ cho nên muốn vơ vét gom về, thậm chí không xài cũng gom, xài không hết cũng gom. Hỏi sao vậy? Free. Cái gì free là gom à. Đó. Thôi câu hỏi cuối nha, vì mình hết giờ. Có một em 7 tuổi nó hỏi nè: how can I come when people say things that I don't feel happy to hear that? Làm sao con có thể lắng tâm xuống khi con nghe một người khác nói mà con không cảm thấy thoải mái, vui vẻ với lời nói đó?
In order to, you cannot stop people when they say something not happy you. But you able to go to somewhere else to get away from these words. You unable to prevent them, to stop them. But you have the rights for yourself to move away from that area. So when you are not happy with the words when people say to you, go to your room. Walk outside. Breathe in and out deeply. Enjoy the flowers. Enjoy the fresh air in order to calm you. Remember that in this life, you cannot expect other people to satisfy you, but you have the rights, you have the permission, you have the way to help you out of that. You cannot make people happy. You cannot happy with the words what people say, but you can happy by yourself to find your way to stay away from this. You cannot please the environment, but if you change your feelings by moving away from that environment, you will be different. There are a lot of channels. If you listen to this channel, you don't like it, you can switch to another channel. That is your right. They can have 100 channels on TV, but you have a remote control to select what channel you want to watch. Same thing. I share with you a gatha, a verse, when you watch TV. My mind is the screen of TV. I am a remote control. I will select any channel that helps me to learn and to be happy to watch and to listen. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chúng ta không có quyền ngăn người khác không được nói những lời dễ thương, không dễ thương, nhưng chúng ta có quyền đi vào phòng để lắng tâm mình. Chúng ta tự mình tìm một con đường an lạc cho mình. Những lời nói, những hành động, những cử chỉ như bao nhiêu những cái channel ở trong TV. Nhưng chúng ta là cái remote control. Mình có quyền chọn một cái đài nào để mình xem và nghe. Phải không? Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Your mind is the remote control. Choose any healthy, any happy one to watch and to enjoy. Chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình không cấm người ta nói bậy, nhưng mình có quyền đi nơi khác để lời nói bậy không ảnh hưởng mình. Mình không thể cấm được trời mưa, nhưng mình có quyền ở trong nhà nếu trời có mưa. Còn nếu muốn đi ra ngoài, mình có áo mưa, mình có dù. Mình không thể cấm trời lạnh, nhưng mình có áo lạnh. Mình không thể cấm trời nóng, nhưng mình có cây quạt. Như vậy thì pháp bất thiện trong thế gian này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta là người Phật tử có đủ phương pháp để ứng phó với tất cả bất thiện pháp của cuộc đời này, vì chúng ta là một Phật tử rất dồi dào pháp môn. Vì cha của mình là Pháp Vương, ông vua Pháp, mình là Pháp Vương tử, con của vua Pháp, thì không có pháp nào mà mình không có ứng được. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Nếu mình giỏi á, thì mình chuyển hóa, à đây là lời nói giúp cho tôi nhẫn nại. If you are more talent, more practice, when people say something wrong, not happy you, you can hear, you can learn, oh, this is a chance for me to learn how to be patient. Let's say when you grow up, you have a job under a manager. Under a manager, they can say something very weird to you because they are your boss. In that moment, you cannot say, I don't like your words, I run away from you. No, at that moment, you have to be there with your boss.
Even they say something very negative, but it, that is your job. In this case, you must know that this is a chance for me to improve myself, to change myself, to learn and how to be patient. Có những lúc mình không thể chạy được, như là một người boss của mình, họ la rầy mình, người chủ mình họ la rầy, phải ở đó thôi. Chừng đó mình phải pháp môn gì? Pháp môn nhẫn nại, pháp môn chịu khó. Như vậy tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thôi chúng ta sẽ tạm dừng ở đây.